Singapore đúng không? Còn mình ở con à, thì thiếu cái bàn ở Nhật Bản đúng không? Hay Hàn Quốc gì đấy đúng không? Khóa này cũng khá là thú vị. Có mấy bàn ở tỉnh đô. Mình tắt mic anh em nhá. Mình tắt mic anh em nhá. Mình Đạt Đạt đang mở mic này. Canu ơi, anh tắt mic luôn nha, đỡ nó bị vòng. Mình sẽ tắt mic mọi người đi, ai mà không bị vòng. Nhưng khi nào các bạn nói thì các bạn mới bật thì nó hợp lý hơn, còn bây giờ các bạn mà cứ nói vòng vòng vào là mình sẽ bị ảnh hưởng. Em Han đấy là đủ chưa ta? Trường 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 rồi, ok. Cái này các bạn này, mình tại sao mà chúng ta có cái buổi học về ánh sáng này, nhưng mặc dù cái khóa học của chúng ta là cái khóa học Photoshop online đúng như cái tên của nó luôn, nhưng mà tại sao lại có cái gọi là ánh sáng này. Ánh sáng này bởi vì là theo như mình nghĩ ấy, nếu như các bạn mà không có hiểu về cái ánh sáng ấy thì trong Photoshop các bạn làm nó sẽ không hiệu quả. Bởi vì là trong Photoshop khi chúng ta chỉnh sửa ảnh thì chúng ta cũng phải chỉnh sửa cả cái ánh sáng nữa đúng không? Không phải Photoshop chúng ta chỉ dừng lại ở cái vấn đề là retouch hay là chỉnh sửa những cái ABC màu sắc đúng không? Chi tiết vân vân vân, mà cái ánh sáng là những cái mà phải nói là nó luôn tồn tại trong tất cả những cái gì liên quan đến nhiếp ảnh. Em đang đại ca đang xài đèn bron hả? Thì chúng ta mới có cái buổi nói về ánh sáng này. Chúng ta sẽ chờ app này bên Mac cài được, có luôn Canu có đấy. Nhưng mà cái app này để mình phân tích các bạn này, một số bạn mình thấy đăng cái một số bạn đăng cái trên cái Facebook ấy thì có gọi nói một cái là giống như kiểu là các bạn biết được cái phần mềm này là các bạn sẽ làm ra được cái gì đó ghê gớm đủ kiểu. Thực ra là phần mềm này để dành cho những cái người có khả năng kiểm soát về ánh sáng, chứ không phải dành cho những cái bạn liên quan đến cái nghề ảnh và các bạn có phòng chụp. Bởi vì nếu như các bạn chưa hiểu được và chưa kiểm soát được cái ánh sáng ấy thì cái việc các bạn sử dụng phần mềm này nó không có thực tế. Không thực tế ở cái chỗ như thế này nha, vì có nhiều bạn đi học ấy thì các bạn bị sai lầm. Đây là một trong những cái sai lầm của tất cả những cái người đi học. Sai lầm ở cái chỗ là ví dụ như kiểu là các bạn lúc đi đi học ấy là phần lớn các bạn sẽ nhìn đèn gì này đúng không? Ví dụ các bạn đã từng tham gia các khóa học, ví dụ như kiểu là Huy cũng đã tham gia những khóa học cũng tiền chục triệu rồi, và mình cũng đã có từng được tham gia những kiểu đấy, thì phần lớn thì mọi người nhìn là cái đèn gì, đèn gì, rồi đèn hãng gì, công suất bao nhiêu, rồi máy ảnh để thông số gì, khẩu tốc như thế nào, rồi ABC cài đặt máy ảnh như thế nào, vân 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 vân. Nhưng mà có một cái điều mọi người không không biết được là cái sự khác nhau của cái pro với amateur. Nếu như bọn mình xem ảnh hoặc là xem lúc mà các cái người thầy khác dạy ở trên mạng chẳng hạn ấy, thì những cái bàn mà có sâu lên cái quá trình ấy behind the scene ấy, hay sau cái quá trình các bạn này làm việc hoặc là các bạn livestream là cái buổi dài đấy, thì những cái người như mình ấy thì mình sẽ nhìn cái đèn nó đặt chỗ nào, vị trí của đèn, khoảng cách của đèn, cái góc của đèn ấy nó đặt như thế nào. Đấy là một cái khác của cái cách nhìn ấy. Thì thường thường ví dụ các bạn nhìn rồi các bạn nghĩ về làm thế này là được, nhưng nó khác hoàn toàn, vì rất là nhiều bạn có thể đã từng đi tham gia workshop rồi đúng không,
Thì có một cái sự thật là các bạn về không có làm được. Mình có một số câu chuyện khá là thú vị và còn nói cho mọi người nghe thôi. Ví dụ kiểu là ha, các bạn đã từng tham gia một cái workshop nào đấy, các bạn bỏ ra khoảng tầm 10 triệu đi để tham gia một cái buổi workshop. Thì trong cái buổi đấy thì các bạn được học về cái quá trình, học về cái quá trình để tạo ra được cái concept đấy, bộ ảnh đấy, đúng không? Và sau khi đi học về ấy thì bạn ấy không có làm được, không có làm ra được theo đúng cái concept mà bạn ấy đi học, đúng không? Không làm ra đúng được theo cái concept bạn ấy đi học. Cuối cùng như thế nào, bạn ấy mới quyết định là khả năng là mình phải mua cái đèn giống thầy. Rồi bạn ấy sắm những con đèn giống thầy luôn các bạn. Thầy dùng bơ rón thì bạn ấy mua bơ rón, đó. Thầy dùng jean bay, bạn ấy mua jean bay. Rồi ok, mua y chang luôn, Shockbot mua đúng y chang luôn, được chưa? Rồi sau khi chụp concept đấy tiếp, bạn ấy cũng không thành công. Và sau đấy bạn ấy nhận ra là không có phải, cái này là chắc là phải concept nó phải đúng hơn, quần áo trang phục hay là background mọi thứ phải đúng thì mới ra được concept đấy. Rồi thì bạn ấy cũng đặt mua cái bộ trang phục đấy đó, và dựng concept đấy lên chụp, nhưng rồi thế nào các bạn cũng không có ra được. Ủa tại sao, là về trước ngồi trước ở phòng thầy mình cũng dùng máy mình chụp mà sao lại không ra được ta, vẫn giống máy thầy, bây giờ về nhà chụp không ra. Rồi bắt đầu bạn mới suy nghĩ là chắc là do mẫu, bắt đầu bạn quyết định là thuê cô mẫu mà cái hôm workshop về. Rồi bạn ấy đã book cô mẫu đến và cô mẫu về cũng mặc trang phục đấy và concept đấy, rồi chụp không có lên. Thì bắt đầu một số người khác lại chỉ cho bạn ấy là mày phải make up với làm tóc cho nó đúng thì nó mới ra được concept đấy. Và thế rồi các bạn, thế rồi là cũng phải thuê cái bà make up với cái bà làm tóc của cái hôm concept đi học workshop để về để làm. Thì sau khi bà đấy cũng về và make up làm tóc giống như cái hôm workshop luôn, và rồi cũng không ra các bạn. Ủa tại sao vậy ta, đen thì đúng khẩu tóc luôn, lưu lại hệ thống số máy thiết lập đúng như cái hôm mà mình đi học workshop luôn, thì tại sao nó không ra được các bạn? Vì sao? Mình không nói đến cái vấn đề mà Photoshop nhé, các bạn biết vì sao không? Các bạn trả lời giúp mình, các bạn biết vì sao mà nó không có ra được không? Mọi người trả lời giúp mình nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng vào đây. Các bạn trả lời cho mình là vì sao? Ánh sáng á, vị trí đen, đặt sai khoảng cách đen. Mình nói với các bạn này, đen đúng, đen đúng thông số vân vân, ok, vì hai cái phòng khác nhau. Nghĩa rằng các bạn hiểu cái lý do đấy chưa? Cái vấn đề khi mà các bạn bắt chước ấy thì các bạn phải hiểu rõ là ở cái không gian ấy, ở cái không gian mà phòng chụp của các bạn, nhiều lúc các bạn mua đúng đen, đúng thông số, đúng ABC, đúng support, đúng đủ kiểu, máy ảnh mua giống thầy luôn, mẫu giống ngay, vân 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 vân, nó không có ra được. Khoảng cách cũng đúng luôn, thầy đặt 2 mét về đúng, đặt đúng cách mẫu 2 mét luôn, thầy đặt 2 mét 2 về đặt đúng 2 mét 2, nó không ra được. Thế thành ra mình mới bảo là cái vấn đề của cái amateur và pro nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Ví dụ khi các bạn hiểu được, các bạn control được ấy là câu chuyện khác. Thế một số bạn nghĩ là có cái phần mềm này về là các bạn có thể tao về để như thế này thì nó sẽ ra như thế này. Nó khác hoàn toàn các bạn ạ, nó khác hoàn toàn ở cái chỗ là phòng của các bạn nó có cao khoảng tầm này không? Nó có rộng tầm này không? Rồi từ mẫu vào cái phần tường bên này nó có như này không? Và cái tường này nó cũng đang phản sáng vào trong cái mặt của mẫu này. Thì liệu cái phòng mình có những cái phần tường và phản thế này không? Thì tất cả nó đều không ra được đúng như những cái mà các bạn làm nhá. Thì cái này các bạn phải control được, các bạn phải nhìn thấy được. Chứ không có phải là vấn đề chúng ta sẽ học vẹt nhá, học vẹt. Thì câu chuyện workshop vừa rồi thì một cái câu chuyện vui thôi. Mình từ sáng tác và để cho nói cho một cái sự thật là các bạn, một số bạn sẽ bị hiểu sai về cái vấn đề khi các bạn đi học, cũng vẫn như vấn đề nhiều khi các bạn mà nó không có hiểu rõ về cái ánh sáng ấy, thì cái việc mà các bạn đâu nó không có ra được, nó không có ra được. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ mình sẽ đặt nói về cái ánh sáng đấy. Thì cái đầu tiên, tại sao mà chúng ta phải nói về ánh sáng? Bởi vì là như mình nói rồi, mặc dù chúng ta đang tham gia một cái khóa Photoshop online, buổi học chúng ta là nằm trong cái khóa Photoshop online, nhưng tại sao mình vẫn nói về ánh sáng? Bởi vì là chúng ta khái niệm lại ban đầu, ánh sáng là cái quan trọng nhất trong cái nhiếp ảnh,
Bởi vì không có ánh sáng thì chúng ta chả nhìn thấy gì cả. Không có ánh sáng thì bức ảnh của chúng ta sẽ không có cái gì để mà nhìn cả. Chúng ta chả biết chúng ta đang nói về cái gì, đúng không? Chả có hình ảnh mà nhìn ngoài một từ đen ngòm, đúng không? Thì ánh sáng là cái thứ tạo ra được nhiếp ảnh, có thể nói là thế. Bởi vì ánh sáng cho chúng ta nhìn thấy, ánh sáng cho chúng ta nhìn được cái này, cái kia, cái kia, cái kia. Và từ cái vấn đề khi chúng ta nhìn được thì nó mới hình thành đến những cái kiệt tác của những nghệ thuật, giống như hội họa, xuất phát có thể là hội họa. Sau đấy bắt đầu các cái thứ công nghệ nó phát triển thì nó lên cái tiếp theo là cái những cái máy ảnh đấy, từ các báo đời đấy thì nó ghi lại những thứ mà chúng ta nhìn thấy được bằng cái cách cảm nhận của cái người ghi đấy, đúng không? Thì thành ra chúng ta phải có ánh sáng đó. Thì cái ánh sáng khái niệm của mình khá là đơn giản, khái niệm của mình rất là đơn giản. Đơn giản là cái chỗ ánh sáng là với mình là nó chỉ có hai loại thôi, hai loại ánh sáng của mình chỉ có hai loại. Đầu tiên nha, mình sẽ bỏ cái này đi, mình sẽ cho các bạn một cái đèn này, một cái đèn này cho các bạn. Ủa, phóng à, chúng ta sẽ đến với ba này đi. Thì cho mình chia mình sẽ cho tổ này đi nào. Rồi đấy nha. Thì các bạn biết là ánh sáng của mình có hai loại. Được khi để biết loại gì thì chúng ta sẽ xem hai hình ảnh. Một là mình sẽ lấy cái hình ảnh này nhé. Sẽ xoay cái bà mẫu đồ cho. Xoay bà mẫu này nhé. Giờ mình xíu. Mình thì chỉ dùng phần mềm này để giảng dạy thôi, không có chơi. Mình sẽ chụp cái màn hình này lại. Để cho mình chiếu. Rồi các bạn thấy cái sự khác nhau của hai cái hình ảnh này được tạo ra nó như thế nào? Của thanh niên Quang Thiều này, cứng và mềm gì vào trả lời cứng và mềm này. Sao cứng và mềm, thanh niên tay nhanh hơn nào này, nói ra phúc phần cười chứ. Thanh niên tay nhanh hơn nào này. Thanh niên này là tay nhanh hơn nào các bạn ạ? Em Cũng được thích không được bày đặt. cứng. Không thích mềm nha. Bây giờ bạn nào thích cái hình bên phải gõ số 1 cho mình, bạn nào thích hình bên trái gõ số 2 giúp mình nha. Bây giờ lớp mình gõ cho mình, tất cả các bạn ở trong phòng hay là các bạn ở trên YouTube, các bạn gõ cho mình. Ai thích mềm thì bên trái ấy, thì gõ số 2. Ai thích cứng bên phải thì gõ số 1. Chúng ta thống nhất nhé. Các bạn gõ giúp mình nhé. Mình sẽ thống kê lại này. 2 2 2 2 2 2. 1 1 2 người 1. Số 2 nhiều phết đấy nhỉ. Rồi ok. Thì bây giờ thế này này. Đây là hai loại ánh sáng mà chúng ta sẽ nói đến trong cái giáo trình ánh sáng của mình. Ánh sáng của chúng ta thì như mình nói rồi,
Nó khá là đơn giản, nó không phức tạp đâu. Anh chàng rất đơn giản. Để chờ mình xíu nhé, mình đổi cái phết này đã. Cho nó rộng rãi. Ủa, sao mà để các bạn chờ mình xíu nào? 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn trên YouTube nhé. Mình sẽ cho các bạn một cơ hội nữa. Các bạn mà theo kiểu là hơi hợt đủ kiểu nha, mình sẽ đá ngay cái team này nhé. Mình sẽ để cho các bạn tham gia nhé. Các bạn nhiệt tình tham gia cái buổi workshop này nhé. Để bái vào nhé. Rồi, ok. Thì thực ra là chúng ta sẽ là ánh sáng cho hai loại thôi. Bên phải là cứng, bên trái là mềm. Chúng ta sẽ khái niệm đơn giản chỉ có hai loại ánh sáng thôi. Các bạn đừng có phức tạp vì có thể các bạn đã xem YouTube nhiều hay các bạn đã đi tham gia rất là nhiều cái khóa học đủ kiểu đi. Thì cuối cùng người ta nói rất là nhiều cái ngôn ngữ về ánh sáng mà chúng ta nghe có thể là đau đầu. Bản thân mình nghe cũng rất là đau đầu. Đủ thể loại những cái ngôn từ từ chuyên ngành nó quá cao siêu. Mình nghĩ đến bây giờ mình cũng chả nhớ cái gì các bạn ạ. Thực ra không phải mình không nhớ mà mình cố ý không nhớ. Bởi vì bộ não chúng ta là nó không được kích hoạt giống như kiểu những cái gì mà chúng ta xem những cái bộ phim siêu anh hùng. Để nó kích hoạt hết toàn bộ cả. Chúng ta nhớ cái này chúng ta sẽ bị quên cái kia một xíu. Cái bộ nhớ của chúng ta nó mặc dù không giới hạn nhưng mà thường thường là cái bộ não chúng ta sẽ lựa chọn chọn có cái sự chọn lọc cái vấn đề chúng ta nhớ. Nên chúng ta sẽ lựa chọn cái cách nào để chúng ta nhớ mà cảm giác được lâu nhất và dễ hiểu nhất. Thì ánh sáng chúng ta chỉ có hai loại thôi, cứng và mềm, được chưa? Phía bên phải là cứng. Thì ở đây các bạn nói cái nào đẹp nhất, các bạn thấy cái nào đẹp nhất đó, cái nào đẹp hơn thì chắc là các bạn số 2 là thích số 2, là các bạn thích cái bên này, các bạn số 1 thích cái bên này đó. Thì bởi vì bản chất của cái ánh sáng ấy, thực ra là cái lựa chọn bên trái này là lựa chọn rất là khách quan này, rất là khách quan ở cái chỗ rõ ràng nhìn cái bên trái là đẹp hơn thật. Nhưng mà tại sao cái bên phải này vẫn được gọi là đẹp hơn trong một số trường hợp? Nha, bây giờ mình sẽ phân tích nhìn cô bên trái thì chúng ta sẽ thấy như thế nào các bạn? Sẽ thấy trẻ hơn. Được chưa? Trẻ hơn. Nhìn hiền hơn, trẻ hơn, hiền hơn. Đúng không? Cùng một khuôn mặt đấy cả. Đúng không? Cảm thấy gần gũi và dễ chịu hơn. Nhìn cô bên phải thì cảm giác nó hơi dữ dằn, hơi già. Đúng không? Hơi dữ dằn, hơi già, hơi cứng ngắc và kiểu cảm giác như một người khó tính, vân 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 gì đấy, đúng không? Thì ánh sáng mềm nó cho chúng ta cái cảm giác như vậy. Mặc dù một người anh ảnh sáng cứng thì tao cảm giác như vậy. Thôi thôi để đỡ lắm. Mua chi cứ mua đừng có hỏi. Bây giờ đi anh loạn. Rồi nha. Thì chúng ta sẽ chỉ có hai loại ánh sáng này. Các bạn nhớ giúp mình. Ánh sáng cứng và ánh sáng mềm. Ánh sáng cứng cho chúng ta cái cảm giác đi các bạn, già dặn trưởng thành đúng không, khô khan, nhìn ác, đúng chưa, dữ dằn, đúng không? Các bạn nhìn thấy rõ ràng không? Con ánh sáng mềm cho chúng ta gì? Cái sự dễ chịu, hiền hòa, dễ gần, mềm mại, vân 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 vân. Thì cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng cái ánh sáng cho cái trường hợp nào ấy, thì chúng ta phải hiểu rõ được cái tính chất của cái ánh sáng khi mà chúng ta áp dụng cho cái trường hợp đấy. Ví dụ như các bạn chụp một cái cô doanh nhân đi, đúng không? Các bạn chụp một cái cô doanh nhân, ví dụ đấy là một cô doanh nhân. Thì các bạn sẽ dùng ánh sáng mềm, ánh sáng cứng. Bạn sẽ dùng ánh sáng mềm, ánh sáng cứng. Các bạn trả lời giúp mình nhé, các bạn trả lời giúp mình. Chúng ta để cho hiệu quả nhất về cái bộ nhớ ấy, để chúng ta hiểu và nhớ được lâu hơn, chúng ta hãy cùng trả lời. Bởi vì cái sự trả lời này giúp cho cái sự kích thích cái bộ não các bạn và giúp cho bạn nhớ được nhiều hơn. Thay vì cái vấn đề chúng ta sẽ bị quên đấy. Doanh nhân auto mềm. Mềm mềm. Cứng. Thế này các bạn này, bây giờ nhá, đấy là câu hỏi vui thôi, thực ra câu hỏi vui thôi. Thì ở cái bản chất của mềm hay cứng ấy, thì mình có nói với mọi người là mình có nói với mọi người ấy là như thế nào các bạn? Ánh sáng mềm nó tạo ra gì? Sự hiền hòa, dễ gần, mềm mại vân vân. Nhưng mà cái doanh nhân ấy ở đấy không biết là các bạn đã từng chụp hoặc là bạn đã quên hoặc là bạn chưa chụp. Thì doanh nhân nó có hai cái phong cách
đều có cả cứng cả mềm các bạn. Nếu như một người doanh nhân các bạn thấy không, ở chỗ mình chụp ấy, thì mình khẳng định với các bạn là 10 người đến thì 8 người sẽ lựa chọn và sẽ nói cho các bạn biết là họ thích cứng. Bởi vì phong cách họ chụp, họ muốn thể hiện một cái chút gì đấy gọi là ở vị trí thủ lĩnh, boss các bạn, đúng không? Ở vị trí boss, thủ lĩnh, thành ra họ muốn thế nào gọi cứng các bạn. Cứng nó thể hiện nào? Thể hiện được cái gì? Cứng cáp, chắc chắn, rõ ràng hay là vân 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 vân. Đúng không? Nếu như bạn không tin thì một số bạn ở Hà Nội đang chụp doanh nhân rất là tốt với gói chụp khoảng 20-25 triệu và 100% người ta dùng ánh sáng cứng. Các bạn có thể không biết điều đấy, nhưng mà phần lớn những cái boss lớn ở cái tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh này thì đều ra ngoài Hà Nội để ủng hộ bạn đấy, với gói chụp là ít cũng 20 triệu đều đặn các bạn ạ. Tháng nào cũng sẽ xuất hiện khoảng 2-3 người đi ra ngoài để chụp với gói chụp kiểu đấy và dùng áo thu cứng các bạn. Cái trường hợp về nghề thì chúng ta sẽ phân tích sau, chúng ta sẽ nói về ánh sáng. Nên ở đây các bạn trả tất phần lớn các bạn đều trả lời mềm, thì khi các bạn chưa có hiểu đến cái vấn đề chúng ta, hoặc là các bạn chưa chụp, hoặc các bạn chưa tiếp xúc khách, đúng không? Phần lớn mình chụp ở đây cũng thể 80 khách hàng đều muốn thể hiện họ phải gằn gọc, không? Mặt phải lành lùng xíu, kiểu kiểu như thế, chứ không có phải là chụp kiểu cười mềm mại hay beauty hay là gần gũi, đúng không? Cái vấn đề thứ hai, trường hợp thứ hai là trường hợp phần còn lại là mềm. Bởi vì sao? Họ chụp doanh nhân nhưng họ bán mỹ phẩm, nhưng họ cười tươi. Nhưng mà mình 80% khách hàng đến chỗ mình chụp, người ta không thích cười tươi, mà chụp cười họ mới đẹp. Thường thường cười là do mình dẫn sáng thôi, còn không thì họ chỉ là mặt cứng ngắc, nghiêm nghị, vòng tay tay đu túi, mặc vét. Cái ít nhất là các bạn biết mặc vét rồi, đúng không? Phần lớn nó đều mặc vét cả, thì họ đã lựa chọn một cái phong cách cứng thôi, đúng không? Khi mà họ đã lựa chọn cái bộ vét đấy rồi thì cho chúng ta thấy được cái phong cách đấy rồi, đúng không? Thì cái việc lựa chọn ánh sáng lúc đấy, các bạn lựa chọn ánh sáng là ánh sáng cứng hay mềm? Cứng nha, các bạn lựa chọn ánh sáng cứng nhé. Mình đang hỏi đến cái vấn đề doanh nhân mà, đúng không? Ở đây các bạn đã chụp rồi, đúng không? Ví dụ như kiểu là Huy chắc là phải chụp rồi chứ, sao lại chọn mềm ta? Tấm chắc cũng đã chụp rồi, Hoàng Dương chắc chụp rồi, Canu thì mình nghĩ là có lẽ chưa chụp doanh nhân, vì bên Mỹ không hiểu doanh nhân thế nào, nhưng mình tin rằng bên Mỹ người ta cũng chụp cứng nhá. Họ thích thể hiện được cái con người thực sự, các cái góc cạnh hay là cái khối, họ không phải như người Việt Nam phần lớn là cứ thích kiểu trẻ đi hoặc là mềm đi hay vân 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 vân, đúng không? Các bạn chắc là vẫn chưa tưởng tượng cái cứng mềm nha. Ví dụ nhá, trong cái vấn đề ảnh ấy, giả sử mình sẽ dùng một para này đi. Cái para này chắc là anh Tâm khá là thích và mình cũng thích. Mình thích chụp cái para này các bạn. Mình thích chụp cái para này. Mình thích chụp cái para này chẳng hạn. Mình khá là thích. Ủa, quay đâu ta? Chờ mình xíu nha, mình quay lại đâu ta? Chờ mình xíu. Mình sẽ lên lấy con 70-200 đi, bắn cho nó đã. Đây các bạn, chúng ta sẽ đến với cái chụp này nhá. Các bạn chắc là ít thấy cái ánh sáng cứng đúng không? Para ngon, para quả ngon thôi đúng không? Cái này đúng ra là nó là một cái support deep các bạn ạ. Mình hay gọi nó là cái support deep. Deep thì đúng hơn, chứ nó không phải một cái dạng para thuần đúng không? Mình hay gọi nó là cái deep. Cái deep này mình cũng rất thích chụp, nhất là chụp chân dung.
Thì với các bạn thì cái này là cứng hay mềm? Các bạn trả lời giúp mình cái này, ánh sáng này là cứng hay mềm? Đúng không? Các bạn nhìn thấy cứng hay mềm? Chúng ta sẽ đến với cái vấn đề ảnh đi. Các bạn nhìn nha, mình sẽ zoom to cho các bạn xem này. Mình sẽ zoom to cho các bạn xem. Ủa, đâu ta? Chờ mình xíu nha, cái thằng này. Đây, các bạn nhìn kỹ này. Các bạn nhìn kỹ nha, chúng ta sẽ phân tích cứng hay mềm này. Cái này bản chất các bạn biết vì sao mà các bạn nói cứng cũng đúng mà nói mềm cũng đúng không? Bởi vì thực ra là cái này không phải là cứng hay mềm, mà cái này đúng ra là nó mềm các bạn ạ. Mình sẽ phân tích các bạn vì sao lại mềm. Đầu tiên mình sẽ cho thằng này vào đó này. Bởi vì là các bạn biết vì sao? Vì chúng ta đang có một cái chúng ta đang có cái tường này nó phản vào các bạn nên nó mềm. Chứ ánh sáng này là khá là cứng nhá. Nhưng mà vì chúng ta nhìn thực tế cái ảnh thì các bạn phải thấy được nó là mềm. Cái vấn đề mà khi mà chúng ta phân biệt được cứng hay mềm á thì chúng ta sẽ nhìn vào cái bóng đổ các bạn ạ. Khi mà các bạn thấy những cái đường đứt này này, đường đứt này rõ ràng ấy. Đúng không? Cái đường chuyển giữa hai cái vùng sáng tối này mà nó có đường rõ ràng thế này này thì là ánh sáng cứng. Đây này. Ánh sáng cứng. Còn khi mà nó không nhìn rõ thì là ánh sáng mềm. Khi bạn cắt cái này ra thì nó mềm hơn. Đúng không? Nhưng bản chất cái này nó lửng lửng chứ cứng mềm bởi vì nó còn bị phản xạ nữa. Phản xạ nữa và cái deep này nó phải chưa rõ. Ví dụ để chúng ta nhìn rõ hơn thì mình sẽ đưa cái đèn cứng vào nhé. Mình sẽ đưa một cái nguồn sáng cứng vào cho các bạn xem thế nào cứng, để xem cái beauty deep đâu ta. À đây này, mình sẽ dùng cái beauty deep này nhé. Đây, mình sẽ dùng cái beauty deep đi cho các bạn dễ nhìn thấy này. Cái đường này nó rõ ràng thế này các bạn này, nó sẽ là cứng, được chưa? Còn khi cái đường này mà nó không rõ ra. Đấy các bạn. Đây các bạn sẽ nhìn thấy được là nó sẽ mềm đi. Các cái đường này nó không rõ ràng này, nó sẽ mềm đi. Cái này mình có thể cắt ra để cho nó mềm hơn này. Đấy. Nhà cách phân biệt vì như lúc khi các bạn làm ảnh ấy, các bạn xem ảnh của người khác mà. Các bạn xem ảnh của người khác ấy, để chúng ta cùng xem biết là chúng ta sẽ dự đoán à, chúng ta sẽ dùng dùng cái đồ chơi gì, đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái gì để cho nó ra được cái chất liệu hình ảnh giống như kiểu là của một bạn nào đấy mà chúng ta nhìn thấy trên cái Facebook chẳng hạn, đúng không? Giả sử như ảnh cưới đấy các bạn muốn hỏi, bây giờ các bạn sẽ paste vào cái cái thảo luận của chúng ta. Mình sẽ giải thích và mình sẽ setup kiểu ánh sáng cho các bạn. Hôm nay chúng ta chỉ chơi sáng thôi, chúng ta hiểu rõ cái ánh sáng, cái tính chất. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái sự phân biệt khi nhìn ảnh nhé, đúng không? Bây giờ tính chất và cách tạo ra này, cách tạo ánh sáng cứng và ánh sáng mềm. Khi các bạn thấy cái ánh sáng cứng thì mình sẽ dùng cái para này, xong đến lúc mình dùng beauty deep này, đúng không? Thì bản chất nếu như các bạn dùng các cái nguồn sáng càng nhỏ, nguồn sáng càng nhỏ nhá, thì ánh sáng nó càng cứng. Được chưa? Nguồn sáng càng nhỏ này, mọi người thấy không? Mình không nói đến công suất nhá, cái này là chỉ chỉnh công suất thôi. Thì thế nào các bạn? Thì ánh sáng càng cứng. Nguồn sáng càng lớn, đúng không? Nguồn sáng càng lớn thì nguồn sáng càng lớn thì nó sẽ mềm. Đúng không? Nó sẽ mềm, nó không nhìn thấy phân tách nữa, cùng vị trí đen nha các bạn. Thay nguồn sáng đi. Cái thứ nhất là cái thứ hai nữa là khi các bạn đặt một cái đèn xa ra các bạn. Các bạn đặt một cái đèn xa ra. Đúng không? Các bạn đặt một cái đèn xa ra. Thì các bạn thấy không? Nguồn sáng nó sẽ cứng hơn. Sẽ cứng hơn nhá. Ở đây là do cái này khá to này, nhưng các bạn sẽ nhìn được rõ được cái đường này này. Cái đường cắt này thì
tính chất của ánh sáng á, khi các bạn đặt đèn càng xa thì ánh sáng nó càng cứng, đặt đèn càng gần thì ánh sáng nó càng mềm, hoặc là nguồn sáng càng to thì ánh sáng càng mềm, nguồn sáng càng nhỏ, đó, càng nhỏ thì ánh sáng càng cứng, nguồn sáng càng nhỏ thì ánh sáng càng cứng. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy, hoặc là các bạn sẽ nhìn cái bóng đổ này, các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng đổ nó sẽ rất là rõ này này. Còn ánh sáng mà mềm thì cái bóng nó đổ nó sẽ tan ra. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng nó sẽ tan ra, đúng không? Các bạn sẽ thấy được đúng không? Nha, mọi người hiểu chưa? Các bạn biết là nếu như mà cái nguồn sáng càng nhỏ và càng xa thì ánh sáng nó sẽ càng cứng, mà nguồn sáng càng gần và càng lớn thì ánh sáng nó càng mềm. Tức là mọi người nhớ cái khái niệm này chứ nhỉ? Anh em nhớ cái khái niệm này giúp mình nhé. Anh em nhớ chứ nhỉ? Anh em nhớ giúp mình đi. Anh em không nhớ thì có thể ghi ra cũng được. Nguồn sáng càng nhỏ và càng xa thì ánh sáng nó càng cứng, mà cái nguồn sáng càng lớn và càng gần thì ánh sáng nó càng mềm. Nha, anh em nhớ rõ giúp mình. Mọi người nghe rõ không nhỉ? Sao thấy im im thế này, rất mic à? Mọi người nghe rõ thì phải ok giúp mình nhé. Mình sẽ không nói lại đâu, mà mình sợ mọi người, một số người không nghe, hoặc là các bạn đứt đường truyền gì đấy, thành ra là mất công. Rồi bây giờ tại sao mà chúng ta có được ánh sáng này? Cái này là mình lính sáng thôi, để cho các bạn, nhiều bạn xem ảnh của người khác để chúng ta phân tích, hoặc là nhiều lúc các bạn muốn tạo ra được một cái thứ ánh sáng mềm hay cứng, hay là tạo ra được cái câu chuyện trong cái hình ảnh của các bạn bằng cái tính chất ánh sáng, thì các bạn sẽ có thể điều tiết được cái nguồn sáng của mình hơn. Thì vậy bây giờ tại sao chúng ta phải có buổi? Bởi vì như thế nào này, trong cái bức ảnh của các bạn Photoshop, nếu như các bạn làm một cái bộ ảnh mà nó có hơi hướng gì các bạn, một bộ ảnh nếu như các bạn đang làm một cái ảnh cưới mà nó mang tính chất nhẹ nhàng, trẻ trung, hiền hòa, đúng không? Kiểu hằn hàn, mềm mềm mại thì các bạn sẽ dùng ánh sáng mềm. Đây, các bạn hiểu rõ chưa? Thì trong lúc Photoshop thì chúng ta sẽ như thế nào các bạn? Mềm nghĩa là như thế nào? Nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ như các bạn? Mọi người trả lời đi, mọi người trả lời giúp mình đi. Chúng ta đang cố gắng để bắt các bạn phải nhớ. Mình bắt các bạn phải nhớ những cái mà các bạn nói đó, đúng không? Gì đó? Ok, có bạn Trung Thanh trả lời đúng nhá. Khi các bạn sử dụng một cái hình ảnh các bạn làm Photoshop mà muốn nó mềm đi thì các bạn phải cho nó ít tương phản. Đơn giản thôi. Hình ảnh ít tương phản đi, nó sẽ nhẹ nhàng đi, đúng không? Ta phải lính đến nhau mà, đúng không? Cái sự chênh lệch giữa các vùng sáng, vùng tối nó không được rõ ràng, nó bớt đi, đúng không? Nó sẽ tạo được cảm giác các bạn trẻ trung hơn, nhẹ nhàng hơn, hiền hòa hơn. Ví dụ như các bạn làm một cái bộ ảnh cưới mà nó có hơi hướng của cái gì các bạn? Hơi hướng của hàn hàn tí, trẻ trung một tí, đúng không? Mềm mại thì các bạn sẽ sử dụng ánh sáng mềm giúp mình, đúng không? Cũng vào như vào Photoshop chẳng hạn, khi các bạn blend một cái hình ảnh cưới mà nó hơi hướng nhẹ nhàng trẻ trung thì các bạn thấy không? Ít tương phản hơn. Ít tương phản hơn không có nghĩa là các bạn chỉ sử dụng những cái vật liệu có sẵn trong cái Photoshop và trong hình ảnh các bạn. Đầu tiên có thể khi đi chụp nhá. Ví dụ như kiểu các bạn đang chụp
một cái bộ ảnh như ngay về cái tương phản contrast hôm qua mình có nói với các bạn trong buổi học hôm qua rồi. Thì cái tương phản này làm cho người ta gì các bạn? Bị ấn tượng, bị nhớ, bị khắt khe, người ta bị chú ý, bị tập trung vân vân đúng không? Thì cũng giống như cái việc mà khi các bạn làm một cái bộ ảnh mà nó nhẹ nhàng hơn thì như thế nào? Chúng ta chọn những cái background nó ít họa tiết hơn, ít những cái mảng tương phản hơn, chúng ta sẽ chọn những cái background nó nhẹ nhàng hơn, một bãi cỏ chẳng hạn, một cánh đồng, một cái khoảng trời trong xanh, còn một cái bờ tường một màu nhẹ nhàng nào đấy, hoặc là những cái con đường trống trải nào đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ hình thành được cái bộ ảnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu chúng ta hơi hướng của thời trang, hôm qua mình có nói về cái thời trang rồi, đúng không? Cái thời trang các bạn sẽ rất là nhiều tương phản và nhiều chi tiết, đúng không? Nhiều cái họa tiết trong ảnh thì chúng ta sẽ lựa chọn gì các bạn? Những cái mảng kiến trúc nó phức tạp lên đúng không? Trong concept các bạn sẽ rất là nhiều cái đạo cụ, các hình hộp, hình khối, background, rất là nhiều cái đường ngang chéo dọc lúng tung beng lên, nó tạo cái sự đối lập trong hình ảnh rất là nhiều, sự tương phản được xuất hiện rất là nhiều, đúng không? Thì bức ảnh của bạn sẽ tạo ra cái cá tính hơn, thời trang hơn, vân 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 vân, đúng không? Thay vì cái vấn đề chúng ta chỉ xác định được là ở cái chỗ là chúng ta chỉ dừng lại ở stylist, các bạn chỉ dừng lại ở việc là setup trang phục và cái pose dáng, như thế ở đấy các bạn sẽ nghĩ đến được cái background nữa, các bạn sẽ kết hợp được ABC, đúng không? Đúng không? Ra thời trang thì các bạn có thể đứng giữa trời nắng 2-3 giờ chiều chẳng hạn, cái bóng rất là gắt chẳng hạn, nhưng chụp một cái bộ ảnh nhẹ nhàng thì các bạn sẽ dùng những cái tấm tản to che cái nắng lại, hoặc các bạn vào cái bóng râm để bớt cái tương phản đi, sự chênh lệch đi, thì bộ ảnh nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Cũng giống như việc vào Photoshop thì chúng ta như thế nào các bạn? Nếu mà có ánh sáng, sự chênh lệch về ánh sáng rõ ràng hay là tương phản rõ ràng thì chúng ta làm như thế nào? Các bạn giảm đi. Và vào Photoshop các bạn như thế nào? Các bạn giảm cái sự tương phản đi. Ví dụ như ở màu sắc nó đang bị đối lập rất là nhiều thì các bạn giảm cái sự tương phản màu sắc bằng cái việc chúng ta sẽ link những cái màu sắc để nó đến gần với nhau hơn. Còn những bộ ảnh mà hơi hướng thời trang mạnh mẽ cá tính thì chúng ta làm như nào? Chúng ta tạo cái sự tương phản tăng lên. Tất cả mọi người hiểu nha, chúng ta đang link đến Photoshop nha. Cái việc Photoshop các bạn phải định hình được à, bức ảnh của mình đang hơi hướng của cái tính chất mềm hay tính chất cứng, để rồi khi làm chúng ta sẽ như nào? Một là giảm tương phản đi, hai nữa là làm giảm luôn cái tương phản màu sắc đi, ba nữa là chúng ta giảm những cái tương phản của những cái mảng mảng khối trong cái hình ảnh của chúng ta đi, thì bức ảnh nó sẽ nhẹ hơn, đúng không? Mọi người nhớ cái khoản này chưa? Vì chúng ta đang link ở cái buổi học Photoshop mà, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu rõ để khi làm chúng ta sẽ như thế nào, các bạn sẽ control được cái việc chúng ta sẽ làm một bức ảnh nhiều tương phản hơn, đúng không? Hay là chúng ta sẽ làm những bức ảnh nó ít tương phản đi. Đúng chưa? Cái này các bạn hiểu hiểu rõ cho mình nhé. Ví dụ như vừa qua tại sao mà cái ảnh của Canu ấy, cái ảnh mà lúc mà xịt cái chai sấp ánh ấy, mà tại sao mình lại đẩy bàn hơi hướng của cái sự tương phản, sự đối lập, đúng không? Sáng tối, màu tối nó sập đủ kiểu để tạo được cái điểm nhấn, tạo được cái cá tính, tạo được những cái ABC, đúng không? Rồi màu sắc thì ngày mai chúng ta sẽ nói, vì buổi màu sắc là buổi ngày mai. Nhưng trước mắt chúng ta sẽ nhìn thấy được là chúng ta sẽ có sự đối lập hơn, tương phản rõ ràng hơn, những mảng đen trắng nó được xuất hiện rõ hơn, đúng không? Sự đối kháng xuất hiện rõ hơn, bởi vì bức ảnh đấy là một bức ảnh đồng, nó thể hiện được cái hành động, thể hiện được cái cảm xúc, nó khá là thú vị. Còn cách làm màu của Canu thì hơi hướng của màu nhật, nó ít tương phản, nó tạo ra những cái màu nó nhợt 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 nhợt, màu nhẹ nhẹ, nó không đẩy lên được cái sự cao trào của bức ảnh, đúng không? Cái việc chúng ta hiểu được cái ánh sáng, chúng ta sẽ control trong cái vấn đề đấy, để rồi cái ảnh các bạn ra nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Được chưa nhà? Mọi người hiểu rõ cái này chưa nhỉ? Các bạn khái niệm về ánh sáng nó đơn giản thôi, các bạn hiểu rõ là chúng ta sẽ next và chúng ta sẽ giải quyết được rất là nhiều cái câu hỏi cho các bạn. Ở đây thì bạn Huy cũng như một số bạn cũng đang có rất là nhiều câu hỏi về ánh sáng. Ánh sáng thì chúng ta sẽ giải quyết được. Được chưa? Anh em đã hiểu rõ chưa? Hiểu rõ về cái ánh sáng trong cái nhấp ảnh này để khi chúng ta vào làm Photoshop chưa? Các bạn phải hiểu được nhá, bức ảnh để các bạn đến làm mềm hay làm cứng là chúng ta sẽ phụ thuộc vào concept của ánh sáng đấy. Giống như câu hỏi đầu buổi mình hỏi về vấn đề tranh nhân đấy, thì tùy thuộc vào cái yêu cầu của bộ ảnh mà khách hàng đưa ra cho chúng ta, họ thích cứng hay mềm là vấn đề của khách hàng chứ không phải do mình.
À, chị anh em ra ngoài nói chuyện cho vui cái. Đấy cả mọi người rõ cái này chưa? Lớp đâu rồi? Trả lời, các bạn phải trả lời hết cho mình. Ok phát thì bắt đầu mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn chuyên sâu với ánh sáng trong quá trình chụp đi. Đúng không? Trong studio vân vân. Bởi vì chúng ta chỉ link vào cái Photoshop thôi. Nhưng khi các bạn hiểu rõ, các bạn càng nhanh thì cái việc chúng ta sẽ kết nối được nhiều kiến thức hơn. Còn khi các bạn chưa rõ thì mình sẽ hỏi, phải hỏi. Bởi vì các bạn chưa rõ mình sẽ phải nói cho các bạn rõ. Đúng không? Ở đây bạn nào đang sử dụng ánh sáng trong phòng nhiều nào, cần thì chuẩn bị đầu tư đúng không? Nên cái vấn đề này mình sẽ chỉ các bạn. Chúng ta sẽ nói đến cái ánh sáng trong studio cho các bạn. Đúng không? Qua phòng chụp nào thì chúng ta cũng control được, nó rất là dễ thôi. Đúng không? Ở đây các bạn nào bằng tấm thì hầu như là chỉ chụp trong phòng thôi. Đúng không? Huy thì cũng là chụp phòng rất là nhiều rồi. Đúng không? Đạt thì bây giờ cũng thế. Anh em bây giờ phải giải quyết được cái vấn đề ánh sáng thì các bạn sẽ làm hiệu quả hơn. Ở đây các bạn chụp ảnh beauty đúng không, hay là chụp ảnh cưới khá là nhiều đúng không? Ngang 3,5 m, cao 2,9 m, dài 8 m, 3,5 m thoải mái rồi. Nếu như em đang xem ấy, hoặc đã từng xem một số cái video ở trên YouTube ấy, cái phòng chụp của người ta chắc là cũng chỉ được khoảng 3 m thôi, người ta gói gọn trong một cái khoảng đấy, người ta đủ sáng tác rồi. Chúng ta sẽ control bằng cái vấn đề là sử dụng các cái thiết bị, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc đến cái vấn đề sử dụng thiết bị này. Vậy bây giờ các bạn sẽ hỏi, các bạn phải đặt câu hỏi, chứ các bạn không có hỏi, các bạn giống như các bạn rất là giàu ấy, nói cái gì các bạn có cái đấy. Giả sử bây giờ ôi em không có cái này thì em dùng cái gì đi, không thì ABC thế này đi, hoặc cái phong các bạn nhỏ đi, ví dụ cái câu hỏi nhà phong nhỏ khá là ok chẳng hạn, thì cái việc chúng ta control nó rất là ok, rất là dễ mà, đúng không? Bây giờ các bạn muốn ánh sáng, nếu như các bạn, mình sẽ phân tích, và nếu mình chỉ có một cái này thôi, ví dụ mình chỉ có một cái này, mình chỉ có đúng một cái này, duy nhất một cái này nhá, thì bây giờ ánh sáng như thế này, mình sẽ đặt các bạn một số câu hỏi để các bạn hiểu rõ về ánh sáng này. Bây giờ yêu cầu của khách hàng, đúng không, yêu cầu của khách hàng là bây giờ tôi muốn trẻ trung hơn, đúng không? Đồng nghĩa với bây giờ giống như anh đang yêu cầu các bạn, bây giờ anh muốn cái ánh sáng nó mềm hơn nữa, và anh chỉ có từng này đô, ví dụ anh sẽ có cái không có một cái support to hơn, anh chỉ có một cái para này thôi, đúng không? Thì cái việc các bạn sẽ giải quyết bằng cách nào để cho ánh sáng nó mềm hơn, các bạn trả lời giúp mình nha, trả lời bằng cách hiểu đi, chúng ta phải hiểu, mình sẽ giải quyết xong đứt cái phần vấn đề mềm và cứng này cho các bạn. Bây giờ mình muốn ánh sáng mềm hơn thì các bạn sẽ giải quyết bằng cách nào, ngoài trừ cái việc đưa đèn gần lại nhá, dùng tản sáng hay chiếu vô tường anh, gần đèn lại hoặc thêm số bên trái. Ok, chúng ta sẽ thống nhất một cái thiết bị tiếp theo là một cái phiếu các bạn ạ. Cái phiếu thì các bạn có thể dùng bất cứ loại nào, đèn hoặc là vân vân vân. Ở đây chúng ta sẽ đi theo bạn Huy đi, dùng một cái tấm xốp. Một cái tấm xốp là đơn giản nhất các bạn ạ, và các bạn có thể đi mua. Các bạn thấy không, cho một tấm xốp vào thì rõ ràng chúng ta sẽ nhìn thấy được là nó mềm đi. Mình cắt tấm xốp đi các bạn này. Đấy, mình cắt tấm xốp đi. Khi mình đưa tấm xốp lại này, mình sẽ đưa tấm xốp lại nha. Mình sẽ quay tấm xốp vào. Đấy, khi mình đưa tấm xốp lại, mình sẽ quay cái này ra này nhé. Thì nó sẽ hắt vào, nó phiêu lại những cái phân vùng này. Đó là một trong những cái cách nha, chúng ta sẽ sử dụng. Cách thứ hai là các bạn sẽ có tấm xốp, chúng ta hắt lên, hất cong lên, đúng không các bạn, hất cong tầm xốp lên, hất cong tầm xốp lên cũng được, hất cong tầm xốp lên. Hoặc một số bạn không có tầm xốp thì các bạn có thể đưa mẫu đứng gần vào, và chúng ta sẽ đưa đèn sang bên này để lợi dụng cái thang giá tường các bạn,
ta sẽ lợi dụng thăng tương. Thăng tương chỉ là cái thăng thăng tương chỉ là cái thăng phiếu cho chúng ta, đúng không? Cái tương các bạn thấy không? Cái tương nó sẽ phiếu cho chúng ta, làm cho phần tối bên này được phản lại. Đấy, thì cái tường, cái phòng này chắc là lúc này chỉ còn có khoảng tầm 2 mét là đủ rồi, đúng không Dương? Cái việc chúng ta tận dụng vào những cái tường ở trong phòng, đúng không? Nó làm cho bức ảnh của bạn trở nên nó khá là thú vị. Phòng nhà em rộng quá, nó luôn quá tuyệt vời. Ở đấy nha, mình sẽ nói cho các bạn câu. Các bạn chắc là xem nhiều cái status của mình nói về cái vấn đề là nói đến cái vấn đề là mình dùng nói đến cái vấn đề là mình dùng mỗi một cái đèn không có support, đúng không? Các bạn hiểu không? Mình dùng một đèn không có support và tất cả cái ảnh cưới của mình chụp đấy, đúng không? Các bạn đã từng đọc cái status đấy rồi, đúng không? Thì một trong những cái câu hỏi này mình hỏi thì mình nghĩ khoảng tầm 2-3% là người khác trả lời được các bạn ạ. 2-3%. Bởi vì các bạn sẽ bị mâu thuẫn ở cái vấn đề cách viết status của mình, đúng không? Bây giờ mình trả lời các bạn là ví dụ bây giờ mình không dùng support, mình không dùng cái support đi, đúng không? Thì mình sẽ dùng một cái đèn trần. Cái tăng này nó hình như nó không có cho mình vất các cái support này ra, mình nó không cho vất các bạn ạ. Thì bây giờ nha, mình dùng một đèn và không support này, thực ra không support luôn, đúng không? Và mình sẽ không dùng xốp luôn. Thì làm cách nào để cái ảnh sáng mình mềm vậy, cái ảnh cưới của mình cho các bạn nhìn thấy cười mềm vậy, đúng không? Thì thực ra là cái nguyên lý của khi các bạn học cái buổi hôm nay, các bạn sẽ biết được là chắc chắn cái ảnh để phải dùng một cái nguồn sáng rất là lớn, bởi vì nó mềm như thế các bạn, nó không có một cái bóng luôn, nó không có cái bóng trước, bóng sau và cả phông luôn, đúng không? Nó mềm, nó chuyển thì chắc chắn là phải nguồn sáng phải lớn, các bạn phải khẳng định cho mình vì các bạn được học đấy mà. Thì không thể nào là một cái đèn mà không dùng support không gì cả, đúng không? Một cái đèn nó rất là nhỏ thì cái cách mình đánh nó cũng khá là đơn giản. Ở đây ví dụ như kiểu là mình sẽ dùng cái ô này đi, bởi vì nó không có cái đấy các bạn ạ, nó không có cái một chân. Thì ở đây mình sẽ đánh ở đây các bạn này, mình đánh ở đây, nó chán còn mềm luôn các bạn. Mình sẽ để khẩu thấp xuống, mình sẽ để khẩu đây các bạn thấy không? Thì vậy cái này có được coi là cái ảnh sáng đấy các bạn, vẫn đi số 100 này, 70-200 và tốc 125 và khẩu đang là khẩu 5, mềm quá mềm các bạn, quá mềm đúng không? Các bạn thấy hình ảnh quá mềm không, ảnh cười nó mềm không? Bằng một cách đánh này các bạn thấy nó dễ không? Mình nghĩ là nhiều bạn nó sẽ giật mình, các bạn nghĩ là sao ông này ông chơi đen quả quả gì vậy, đúng không? Sao ông đen đấy? Đấy là cái việc các bạn sẽ nhìn thấy được những cái tấm sáng và những cái nguồn sáng nhân tạo của các bạn, không cần phải mua, nó có sẵn trong cái căn phòng chụp của các bạn, đúng không? Ví dụ ở đấy các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy rõ ràng không? Đấy, ánh sáng này mềm không các bạn? Quá mềm các bạn. Đúng không? Đúng là mình chỉ dùng có một đèn thôi các bạn, không dùng support, chả cần dùng xốp phát sáng luôn. Không cần dù, nhưng mà dù này nó còn mềm hơn nữa, dù nó lại càng mềm hơn nữa. Mình còn không cần dùng dù cơ, bởi vì dùng dù nó mềm quá. Gần đèn leo thêm xốp bên đâu bên này cái này. Cái việc các bạn chỉ cần hiểu về ánh sáng thì các bạn làm ra cái những cái điều thú vị, nó rất là thú vị luôn. Các bạn thấy đơn giản không? Đơn giản không? Thế còn một số cái mà các bạn không có hiểu, ví dụ ở đấy nhá, mình sẽ ví dụ một cái trường hợp khác đi. Một cái trường hợp khác, ví dụ như kiểu là ở đấy nhá, ví dụ như các bạn sẽ nhìn thấy được là mình sẽ để mày đây dễ nhìn. Ở một số cái trường hợp mà các bạn mình sẽ chỉ giới thiệu các bạn một số cái hình ảnh để ở đấy, hầu như là các bạn nào cũng ở đây, các bạn nào cũng theo kiểu là có chơi cái ảnh dịch vụ và ảnh cưới nhiều, đúng không? Thì chúng ta sẽ chia sẻ cho bạn một số cái về ánh sáng để chúng ta hiểu rõ hơn. Bây giờ mù đâu mà mù trong vắt luôn, đâu sao mù đâu, có mù đâu em, không mù nha, mù đâu, không bị cái gì mà mù luôn.
không có cái vấn đề gì về mục ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt ra cho bạn một câu hỏi, mình sẽ đặt một câu hỏi cho bạn đơn giản thôi, bằng cái việc là sẽ cùng xem ảnh. Mình sẽ mở ảnh cho bạn xem một số cái mà các bạn nhiều bạn sẽ bị thấy nó rất là lạ. Ủa sao lạ vậy ta, đúng không, sao lạ vậy? À, mình sẽ thử với các bạn một số cái ấy đi. Đây các bạn, bây giờ các bạn trả lời cho mình là làm sao để chụp được ra cái kiểu ánh sáng này. Các bạn dùng đèn và các bạn đặt đèn như thế nào để phóng nó đen thui thế này, để xem các bạn đã từng setup và đã từng thử hoặc đã từng nghĩ là mình sẽ chụp kiểu này như thế nào chứ. Đúng không? Các bạn nào đã chụp rồi đã tỉnh rồi thì bây giờ các bạn thử cho mình biết được nào. Nếu như mình muốn như thế này đi, các bạn cùng trả lời đi, mình muốn setup ra cái ảnh này thì các bạn sẽ đánh đen như thế nào? Cái câu hỏi này mình thấy rất là nhiều người hỏi trong các cái workshop của mình. Đúng không? Thì các bạn phải đánh 90 độ anh ơi, Hoàng Vũ Lương. Rồi mà các bạn cứ trả lời đi, bây giờ mình muốn ra thế này. Ảnh góc phông cũng đen thui vậy luôn, đúng rồi, mình chụp ảnh góc đen luôn. Ảnh góc đen luôn nha, thì chúng ta mới nói bây giờ ảnh góc đen. Các bạn tưởng tượng đi, các bạn nếu như bạn chưa chụp thì các bạn tưởng tượng đi, hãy thử tưởng tượng đi, hãy thử một lần các bạn mãi khách yêu cầu các bạn chụp thế, các bạn tưởng tượng đi. À, bây giờ các bạn sẽ làm thế nào bằng những cái kinh nghiệm các bạn đã chụp đi, đúng không? Tất nhiên các bạn có thể chưa làm được nhưng các bạn cứ đừng ngần ngại trả lời, bởi vì chúng ta đang được học mà. Bây giờ mình sẽ muốn chụp ra cái ánh sáng này thì nhiều bạn đưa ra rất là nhiều công thức khá là đau đầu, khá là phức tạp quá về vấn đề thiết bị. Đúng không? Mình đang dùng một đèn hoặc một chút để dưới, không phải 90 độ, không phải, không phải. Các bạn nhìn phải nhìn được cái bóng nhé. Dùng du phản. Cho mẫu đứng sau vòng đánh đen trên đầu xuống một hạt sáng dưới lên, cũng không phải nhé. Các bạn phải nhìn cái bóng, nếu mà đen trên xuống dưới hắt dưới lên thì không thể nào mà cái vùng tối và vùng ở trước nó sáng như thế được. Trên xuống đứng xa phông. Đứng xa phông là một cái câu trả lời chắc là ok, ai cũng trả lời được, nhưng mà xa phông chưa giải quyết được. Bạn vẫn cho đứng xa phông và ảnh vẫn không được như này á. Mình sẽ chỉ các bạn những cái sơ đồ ánh sáng mà mình nghĩ là nó đơn giản với tất cả mọi người, mà phần lớn các bạn bị phức tạp hóa cái vấn đề mà setup. Mình thấy rất là nhiều bạn bước vào cái ánh sáng thì các bạn bị phức tạp quá. Các bạn đang đừng phức tạp nhé. Dùng hai tấm xốp đen hai bên, đánh đen 90 độ hai bên. Một đèn đỉnh đầu đánh xuống, dùng đĩa à. Đây là dùng một đèn cộng một du phản để chéo góc. Không, các bạn phải nhìn bóng nữa, cái bóng này không có cái bóng của cái đèn hai bên, chỉ có ví dụ như của bạn Dương Tùng Tô ấy có một cái cách làm khá là ổn, nhưng mà đang chưa giải quyết được cái vấn đề là cái đèn dưới lên chỗ nào, chưa vẫn giải quyết được vấn đề đèn fill ở chỗ nào, mà mình chỉ mới thấy được cái đèn ngắt hai đèn trên xuống và một cái đèn chụp. Cái đèn chụp này giống như kiểu có thể như Đăng Tâm nói đúng là có thể dùng một cái du phản, đúng không? Phong nhung đèn đánh đánh vô tương phản lại, một ý kiến cũng khá là ổn, cũng có thể tạo ra được khá là ổn. Bây giờ các bạn phải trả lời và mình sẽ tưởng tượng đã được, mình biết các bạn đang hiểu hay không hiểu nhá. Tâm bắt đầu có một cái câu trả lời cũng khá là ổn này. Em nghĩ là một đèn đứng cùng vị trí với anh, dùng du chiếu vô tương ngược lại. Đấy, Canu cũng bắt đầu hiểu một tí này. Bây giờ cái mình đang thấy mọi người đơn giản hóa được vấn đề rồi, chúng ta sẽ đơn giản hóa nhá. Và mình sẽ nói lại đến cái khái niệm đơn giản hóa của mình là ảnh. Được chưa? Ánh sáng nó chỉ là một cái thiết bị mà chúng ta tạo ra, nó rất là đơn giản, nó chả có gì phức tạp cả, nó quá đơn giản luôn. Để mình tìm xem cái phông nhá, mình không có xài phần mềm này, mình chỉ để nói đến cái buổi hôm nay dạy các bạn thôi. Chờ mình xíu là mình tìm cái, đầu tiên mình sẽ đổi cái phông phông đen đi. Đấy, mẫu phải đứng xa phông nó chắc chắn rồi này. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời các câu hỏi của bạn này. Bạn nào lúc nãy hỏi thế nào ta? Chờ mình tí, mình bổ cục vào này. Rồi bây giờ các câu trả lời này. Đầu tiên là Canu và Đằng Tâm có một câu trả lời như này, đúng không? Như này, như này.
Đấy, các bạn sẽ nhìn câu trả lời của Canu và Tâm này. Ở đây mình sẽ để khoảng tầm 3.2 đi. Các bạn sẽ nghĩ nhá, các bạn sẽ tưởng tượng ở ISO mình có thể kích lên 320 được. Đấy, các bạn thấy không? Ví dụ như này. Được chưa? Ví dụ như này. Đấy, các bạn thấy nó đen thui không? Bây giờ các bạn phải nhìn thấy được này. Đơn giản đó các bạn, đơn giản không? Đầu tiên nha, đầu tiên. Các bạn thấy có đơn giản không? Nó chưa đúng nhá, nhưng mà mình đang hỏi các bạn là nó có ấy nhá, các bạn phải phải nhìn thấy được nhá, phải nhìn thấy được. Đâu rồi nhỉ anh em đâu hết rồi nhỉ? Cái việc này ví dụ đấy là cái phông này rất là gần các bạn nhìn thấy không? Cái phông này chiều rộng của nó chỉ được có chiều từ máy đến mẫu nó chỉ được khoảng tầm 3 mét thôi. Đúng không? Nó rất là gần, còn các bạn xa nữa thì đồng nghĩa với việc chúng ta có thể kéo xa mẫu nữa. Đúng không? Nhưng mà ở cái ánh sáng này các bạn sẽ thấy được một cái chỗ là cái vùng bên này này nó bị tối đúng không? Giả sử các bạn bảo là cho vô giữa. Đúng không? Các bạn bảo cho vô giữa. Đấy, các bạn bảo cho vô giữa. Đấy, đúng không? Hợp lý không? Rồi, như thế nào các bạn? Đấy. Đơn giản lắm mọi người thấy có đơn giản không? Một đen đơn giản không? Nó vẫn đen mà các bạn. Đúng không? Cái này cái việc mà làm đen hơn tí nữa nó dễ không các bạn? Các bạn thấy dễ không? Bây giờ chúng ta phải tưởng tượng cái cách để chúng ta sử dụng đen này. Nhiều bạn phức tạp quá về nào là dùng dù phản, nào là dùng cái đen 90 độ rồi hắt rồi các bạn phải chặn sáng ABC đủ kiểu vân 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 vân. Bây giờ các bạn thấy bắt đầu nó đơn giản hơn chưa? Có không? Các bạn thấy nó đơn giản không? Cái việc mà các bạn muốn làm cái phông đen hơn nữa các bạn có làm được không? Các bạn làm được cái phông đen hơn không? Nào trả lời đi, bây giờ mình muốn phông đen hơn nữa có làm được không ạ? Nào được chứ, chắc chắn là được đúng không? Dễ đúng không? Cái phông này mới có 3 mét thôi, từ máy đến mẫu khoảng tầm 3 mét thôi các bạn, chưa đến 3 mét thôi. Thì cái việc setup cái này nó rất là dễ đúng không cả nhà? Chúng ta sẽ trả lời các cái kiểu setup đi mà các bạn sẽ nhìn thấy của bọn Trung Quốc ấy. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những kiểu setup đen mà các bạn nghĩ nó đơn giản, chưa bao giờ đơn giản hơn, nhưng thực ra nó đẹp hơn là như thế này này. Không phải dùng kiểu Canu nói này đâu nhá. Ví dụ là như này, anh đánh thẳng thế này được không? Anh đánh thẳng như này nhá, anh sẽ phân đi góc máy đấy rồi này, rồi để anh sẽ đánh thẳng như này được không? Mọi người, khoan là nó dính đen nhà chơi mình xíu, mình sẽ phải cho cái máy này về trước đây, đây này cho nó sau đi nhá. Rồi anh sẽ để mà đẹp nhất đấy, đảm bảo được cái đồ đấy, anh sẽ dùng 3 cái được không? 3 cái, anh sẽ dùng 3 cái. Nó sẽ dùng thế nào đẹp nhất, rồi sẽ cho thêm cái bên này nữa. Đó, cả bên này nhá. Thì mọi người sẽ biết được cái phong này là phong ngắn này, phong ngắn này. Để cái này để phiếu luôn các bạn. Phong này là phong ngắn nhá. Thì nó sẽ rất là êm nha các bạn, rất là êm. Rồi cái máy này mình sẽ để cái tiêu cự nó thằng này nó xong ngắn hơn được ta. Đưa 70 đi cho nó không được, dùng con nào đi, tầm tầm lắm đi 75 50 rồi 75 là vừa đấy, cứ tầm tầm đấy đi. Đấy, cái việc thế này các bạn này, như này là bởi vì thế nào các bạn, cái này là phong đang rất là ngắn nhá, phong rất là ngắn. Còn nếu như các bạn phong xá thì kiểu đen này nó sẽ đẹp nhất các bạn này, nó bao cắt toàn bộ và phong đen. Bây giờ vẫn là câu hỏi cũ, bây giờ mình muốn phong này đen được không? Đen được các bạn ạ, đen được nhá, bởi vì là chúng ta đang ở một cái phong khá là bé, mình đang lấy một cái phong bé mà hầu như các bạn đều có đúng không? Thì với cái điều kiện nếu như các bạn có phong dài khoảng tầm 7 mét hoặc 8 mét thì cái cách setup này nó cực đã luôn các bạn. Tất nhiên đây là cái vấn đề mình sẽ chia sẻ với các bạn, còn cái vấn đề là các bạn có đủ thiết bị hay ô dù hay phong thì lúc đấy chúng ta sẽ phải tùy vào trường hợp đấy nhá. Nhưng nếu mà có thì các bạn đánh kiểu này là đẹp nhất, nó ốm tất cả mọi thứ trong cái bức ảnh của các bạn luôn, từ dưới lên trên mọi thứ, ánh sáng thế này ánh sáng rất là đẹp nhá, dấu rễ vào cực đẹp luôn, phong sẽ đen luôn nha. Đấy là do phong gần, chúng ta sẽ phải control theo cái phong gần đấy đúng không? Chứ trên này em có gửi gì ảnh chị Jack Mai xem chất lượng ảnh được không? Chả này người chơi mình chiếu nhưng mình phải ở check méo đi. Một trong lý do các bạn là mình rất thích cam buổi đêm bởi vì nó không ai làm phiền mình cả. Bây giờ lại có cái vấn đề của khách hàng trên nữa, chưa thể gửi. Rồi, ok.
Thứ tư. Skin hai bộ 1 triệu là bộ 500 à? Cho anh số tài khoản. Rồi, vẫn chưa thấy gửi nha. Rồi đây nha, một cách nha. Rồi cách thứ hai, bây giờ các bạn cứ trả lời giúp mình. Giả sử mình muốn mình sẽ chọn cái phông nào trắng đi nhá. Chọn cái trắng nào đi. Chọn cái nào trắng cho nó dễ nào. Cái đen vừa rồi cũng giống thế nha, mình sẽ dùng một cái cái trắng là chụp ở đâu ta, cho mình xíu nha, để mình tìm vào nào. Rồi, một số bạn thích kiểu đấy, chúng ta sẽ cùng nói đến cái kiểu set thứ hai đi. Giả sử là kiểu này, bây giờ các bạn sẽ chỉ cho mình setup đi. Các bạn trả lời cho mình. Các bạn trả lời giúp mình là với cái ánh sáng này các bạn sẽ setup kiểu gì? Các bạn trả lời giúp mình là bây giờ khách yêu cầu đi như thế này, các bạn sẽ đáp cho mình kiểu này đi, sẽ đáp cho mình kiểu này cho mình sẽ xử lý sáng nó. Các bạn phải nhìn ở cái bóng đổ trên người nữa nhá. Các bạn cứ trả lời cho mình, cứ trả lời vào, cứ trả lời. Đèn sợ bọt một đèn hát trần, đèn hát trần thì cái bóng dưới cổ nó không thể nào sáng như vậy được nhá. Miêu hỏi đèn sợ cái bọt này hình em biết chữ U. mà, Sao mày trả lời, nhắn đi, chat đi, chat đi tao. Hai đèn sợ bọt hình chữ nhật đánh vào phông còn một đèn có sợ bọt lớn đánh trực diện. Các bạn phải nhìn cái bóng đổ nữa nha. Cũng được, cái của Đặng Minh Đức vẫn có thể tạo ra được. Các bạn trả lời thì mình không nhất thiết phải đúng như này mà có thể tạo ra được bằng những cách đấy. Một cây sau phông, một cây thẳng, một cây trần 45 độ. Ủa sao vậy ta, cái gì mà phức tạp vậy? Các bạn đừng phức tạp nhé, chúng ta đơn giản hóa xíu đi. Hai đánh đến vào phông, một du phản chính diện. Cái du phản nó sẽ không cho ra cái ánh sáng này nha Trung Thanh. Bạn phải hiểu được cái du phản và cái du xuyên. Du phản nó sẽ gom sáng kiểu khác, nó không phải là bừng đều này. Bình thường em sẽ đánh hai đèn vào phông, hai số phát lại, một đèn fuse đằng trước, đèn fuse đằng trước thì đúng rồi, nhưng mà cách fuse như nào đúng không? Hai đèn fuse chiếu hai bên vô tường, một đèn ở giữa vị trí chụp fuse vô. Canu chưa có phong mà vẫn tưởng tượng tốt này, vẫn chưa chưa đúng lắm đâu nhưng mà có như tưởng tượng tốt. Một đèn chó đánh đèn chọi đánh phóng, một đèn đánh từ sau lưng người cầm máy đề cá. Đèn fuse cũng giải quyết khá là ổn, nhưng mà cái đèn chọi đánh vào phóng là sao ta? Đèn chọi đánh vào phóng sao mà trắng tính thế này được? Trắng cả trước cả sau này được. Một cây đèn trước fuse, các bạn vẫn biết là chắc chắn là phải có đèn fuse rồi. Một đèn úp ngược fuse trước à, hai đèn phóng à. À đèn không chọi đánh phóng, một đèn không, cái đèn này chắc chắn là phải đánh đều rồi.
hai cây đánh vào phông, một cây mặt từ trên xuống, một cây hạt dưới lên. Phức tạp quá, không biết nói sao. Được rồi, ok, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết được cái, hầu như là các bạn đều có một cái căn bản khá là ổn này, các bạn khá là ổn. Nhưng các bạn bị phức tạp về cái khái niệm rồi, phải xúc bót vuông, rồi đèn không xúc bót, rồi cây chỏa vân 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 vân, là các bạn sẽ bị hoa mắt chóng mặt này. Đúng, hoa mắt chóng mặt này thì hoa mắt chóng mặt nhé. Thì chúng ta sẽ đến với cái đơn giản đi. Đầu tiên nha, đầu tiên thì một số bạn nói câu trả lời chắc chắn là các bạn sẽ nói đúng rồi. Chúng ta dùng phông trắng là đúng rồi này. Hai cái đèn đánh phông thống nhất đi. Bây giờ mình sẽ xử lý dùng hai cái đèn đánh phông của bạn. Mình sẽ dùng cái hai cái support chữ nhật đúng không, của bạn nào lúc nãy nói đấy. Thì chúng ta sẽ dùng hai cái support chữ nhật đi. Hai support chữ nhật thì mình sẽ dùng hai cái này ra đúng không? Cho là hai cái 80 mét hai được, cho nó to không, như này đúng không? Hai cái đánh phông được chưa? Đúng không? Bạn nào lúc nãy trả lời là đánh cái này đúng không? Bạn nào đấy mình chả nhớ. Hai cái đánh phông đúng không? Và mình sẽ thêm một cái nữa, 80 mét hai. Giải quyết đơn giản đi. Được chưa? Bạn nào nói đánh cái này này, chúng ta sẽ cùng thống nhất theo các bạn đấy này. Các cái khái niệm các bạn mình hiểu đều làm ra được. Cái vấn đề các bạn phải hiểu rõ thì nó sẽ tốt hơn. Mình sẽ cho mẫu đứng đây đi. Mình sẽ cái phông này nó ngắn vậy ta, nó phải dài ra được chứ. Phông này hơi ngắn nha, đánh giá phông hơi ngắn làm cho mẫu đứng vào làm sao mình chơi với các bạn cái việc chấn trắng tính với phông trắng tính giống phông ta. Rồi ví dụ như này đi, ví dụ là như này nha các bạn. Đúng không? Bây giờ bạn nào nói hai cây đánh phông là cái này đúng không? Hai cây đánh phông là cái này. Rồi các bạn sẽ nói phiêu. Bây giờ phiêu đi. Các bạn sẽ nói đến cái vấn đề phiêu, các bạn sẽ dùng cái gì? Một cái nguồn sáng vào mặt đúng không? Mình sẽ giải quyết là theo cái ý của một bạn là đánh thẳng hợp lý hơn này. Phòng này hơi ngắn nha, đề nghị là phòng phải rộng hơn tí. Rồi, bạn nào lúc nãy trả lời câu hỏi này này. Đây là câu trả lời khá là ổn này, chỉ có là chúng ta sẽ không dùng cái này phức tạp quá. Rồi mình sẽ đẩy sáng cái này công suất này, này để cho nó ngang ngửa với thằng 6 nha. Được yeah. Không đại ca, có một tấm trống để sau lưng hai cây đèn đang trực diện từ dưới lên. Có một tấm trống để sau lưng. Một tấm trống. Tấm trống là sao ta? Hai cây đèn đang trực diện từ dưới lên. Ủa, là sao ta? Không, cách ngay là cách đơn giản dễ hiểu nhất rồi này. Không phải tầm trống tầm gì cả, là đánh dưới lên trực diện lắm phải gì. Các bạn vừa được học nhá, mình có một cái cách để chỉ các bạn học nhanh nhất này. Cái cách này mình tự học nhá. Mình sẽ tính các bạn ạ. Mình học từ Trung Quốc ấy. Mình học từ Trung Quốc thì cái vấn đề ở đấy là mình lĩnh được từ cái kiến thức học này sang một cái công thức làm của mình. Nghĩa là ví dụ như ở cái cách mà sơ đồ của khúc trước ấy, mình có nói với mọi người về cái phông vừa rồi, phông đen trắng ấy, thì các bạn thấy cái hiệu quả của cái đen một cái du xuyến ở sau lưng này, nghĩa là nó sẽ đối diện với mẫu nó đẹp thế nào, rồi nó tạo ra ánh sáng mềm và phủ đều như thế nào, rõ ràng như thế nào. Nhiều bạn yêu thích cái khối, các bạn phải đưa lên một xíu đúng không, nó sẽ có những cái khối dưới cổ dưới mũi này này, nó sẽ tạo ra một cái khối hơn. Nhưng mà các bạn sẽ biết được cái đen này là đen rất là đẹp đúng không, rất là ít người được dạy về cái đen này. Và mình chỉ xem một cái bản sơ đồ của thằng Trung Quốc thôi và mình áp dụng nó rất là đã. Cái cách này cũng được, hoặc là mình sẽ dùng cái đèn này mình đập vào tường các bạn ạ. Mình đập vào tường. Cái đèn này mình đập vào tường các bạn ạ. Mình phiêu bằng kiểu này này. Đấy, mình sẽ phiêu bằng kiểu này, đập vào tường thế này các bạn. Và mình sẽ đẩy ánh sáng lên. Kiểu như thế, công suất lên. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ làm cái bài tập là đập thẳng này cho các bạn, cho nó dễ hiểu hơn. Đấy, công suất này đẩy lên đi được, cho nó sáng bừng đi, sáng trắng lên cho các bạn nhìn dễ tưởng tượng. Nghĩa là cái đèn này nó đẹp thế này mà nó phiêu đẹp thế này các bạn.
Con thấy nó phiêu đẹp, nó quá đẹp luôn. Nó phiêu các bạn muốn sáng trắng lên cái phần chân, bóng của phần chân trước giống với cái phông sau thì các bạn đẩy sáng lên. Đấy có thể đẩy số xuống đi, số lúc nãy là phông đen hơi gắt, đẩy xuống này sẽ nó sẽ không bị phủ nhiều hơn đúng không? Bỏ spot dung xốp che chở bớt được không? Bỏ spot dung xốp che được chứ, đập thẳng có dính người chụp không? Không có sao, người chụp làm sao che hết được cái này các bạn. Người chụp nha, để mình nói đến vấn đề người chụp không có thể che hết được cái này các bạn ạ. Đây là một cái người chụp đi. Đây này mình ngắt đi. Nó chỉ có che mất cái máy ảnh thôi chứ làm sao mà che được người được các bạn. Ánh sáng nha, bây giờ mình sẽ nói đến ánh sáng này. Ánh sáng này nha, mình sẽ để một cái support này các bạn ạ. Mình sẽ để một cái support này đây, các bạn thấy không? Nó không thể nào che được, các bạn thấy không? Nó không che được nha. Bạn nào lúc nãy hỏi đấy, các bạn thấy chưa? Cái người của ta là giống như một cái support này này, thì nó không thể nào che hết được cái nguồn sáng lớn như thế này, nó ốm vào mẫu được. Người mình diện tích cũng chỉ bằng cái này thôi, thấy chưa? Nên các bạn đừng có lo vấn đề của thằng này nó che này, thằng này không có sao cả nhá. Được, mình hiểu câu hỏi của bạn, nghĩa là chúng ta sẽ không lo về cái vấn đề đấy, thấy chưa? Chúng ta sẽ không lo sợ che dùng giấy nối máy tính không cần, chúng ta đừng có phức tạp, không cần dùng giấy nối máy tính hay là kết nối hay điều khiển gì cả. Các bạn cứ đứng chụp bình thường, cái dù các bạn để sau lưng các bạn luôn, các bạn không có sợ ché nha. Workshop của mình mở ra thì có khoảng tầm mười mấy người, người ta đứng ché luôn các bạn ạ. Bởi vì cái máy mình để đấy, máy tính mình để đấy cho mọi người nhìn hình ảnh hiện ra, thì lúc đấy xung quanh cái máy tính người ta sẽ đứng nhúc nhau nhắc đây này. Và nhiều lúc nhắc nhở một cái thì tất cả đều ngồi xuống và nhìn lên màn hình, thì rõ ràng là nó đều đứng ché một cái mặt phẳng này đập vào, đúng không? Nên mọi người yên tâm, cách này thêm một tấm xốp đặt nằm trước mặt hơi chênh lên 30 độ thì sẽ bù sáng được vùng cổ. Ok, vùng sáng vùng cổ đang muốn cho nó có một cái điều tối, bởi vì nó mềm lắm á, không cần, nó không bị tối quá đâu nha. Phiêu thì càng tốt, nhưng mà không phiêu cũng càng tốt hơn. Nó sẽ có một cái chút gì để nó khối tí, vì nhiều lúc làm cho khối tí nó cũng ok mà, đúng không? Rồi bây giờ sẽ đến với cái khái niệm khác đây, mình sẽ cùng lật lại các bạn để các bạn có một sự tưởng tượng đi. Rồi ví dụ như ảnh này đi, chúng ta sẽ dào qua một vòng cho các bạn cái kiến thức đi, để rồi các bạn làm nghề cho nó tốt. Ví dụ như ảnh sáng kiểu này, ảnh sáng kiểu này đi, các bạn sẽ setup cho mình. Các bạn phải hiểu được nhá. Hôm nay sẽ link nhân tiền với cái yêu cầu của bạn Huy, thì mình sẽ link cho các bạn rất là nhiều cái khái niệm từ cái ảnh. Thì ví dụ như mình muốn setup kiểu ảnh này, các bạn nào không tham gia cái workshop gần đây của mình thì các bạn trả lời. Còn bạn nào mà tham gia workshop gần đây thì các bạn không cần trả lời nhá, vì các bạn biết rồi. Các bạn nào không tham gia, các bạn đan rẻ nặng đợi sau lưng. Rồi các bạn cứ trả lời giúp mình. Các bạn phải làm được. Theo mình nghĩ ảnh sáng một cái trò chơi, nó trò chơi khoảng tầm cấp 1 thôi, khoảng tầm cấp 1, mình không phân tích lên đến tầm cấp 2 đâu. Nó khá là dễ cho cái việc tưởng tượng, các bạn cứ đơn giản hóa mọi việc đi. Ánh sáng như đi chơi, chúng ta nhìn ảnh chúng ta phải đoán được. Đèn sau vàng bên trái sáng ở trước một tấm số 3. Ủa? Một đèn phía sau mẫu nam, một đèn hắt sáng, một đèn một hắt sáng, đèn đánh từ trên đầu sau dấu rễ một xíu hắt sáng trước mẫu. Dùng một đèn led phía sau lên và một đèn trước đúng không ạ? Một đèn gắn ghéo vàng bên trái để cao, một đèn đánh trực diện cũng gắn ghéo vàng công suất, đèn chặn đằng phía sau chiếu lên đường, đèn phiêu trước đập vào tường, một đèn đánh ngược phía sau trên cao xuống phiêu bằng sục trắng, một đèn một thắt sáng bên trên cao sau. Ví dụ đây này. Rồi chúng ta sẽ luận đến cái câu trả lời của bạn. Đầu tiên là yêu cầu đầu tiên là sẽ phải dùng là phông đen nhé. Đầu tiên sẽ phải dùng là phông đen, phải dùng là phông đen.
sau đấy chúng ta sẽ dùng đến một cái này có cái support láo ta, mình nhớ như phải có chứ nhỉ, mình nhớ cái này là phải có đấy. Đây ta sẽ dùng cái đèn này đúng không, theo của Canu đi là chúng ta sẽ dùng đèn này, bỏ đèn này đi. Đấy, như này thì các bạn sẽ thấy được ở đây chúng ta còn không có đèn fuse này. Tôi thằng em đứng trên đầu đấy, đúng không? Chúng ta sẽ không có đèn fuse bởi vì cái phòng này nó rất là bé, không, phòng này rất là bé nên cái việc mà ánh sáng từ bên mặt tường này này nó hắt vào, cũng giống như cái phần này nó hắt vào thì nó đã fuse rồi. Nếu như vậy tôi cần dùng đèn fuse các bạn không cần nhá. Rồi một số trường hợp mà các bạn thích cái ảnh dấu rễ nó rõ hơn thì các bạn sẽ dùng cái tấm xốp các bạn. Các bạn dùng một tấm xốp giống như Huy nói ấy. Nhưng mà cái tấm xốp này các bạn thấy không, nó bị sẽ bị mạnh quá nhá. Sẽ bị mạnh quá và nó sẽ bị lệch một bên này vì Huy dùng một tấm. Nhưng mà bản thân thường thường khi anh làm ấy, khi anh làm cái này ấy, thì anh có mọi người thì cái này các bạn này sẽ như này đi. Và chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ dùng hai tấm. Chúng ta sẽ dùng hai tấm. Đấy, như này. Đấy, nó đều chưa? Nó đều chưa? Bây giờ đèn sau này có thể giảm đi, hoặc chúng ta sẽ giảm cái công suất đèn sau đi, hoặc là đèn sau các bạn không giảm được thì các bạn khép vào đúng không? Khép khẩu vào hoặc là như nào? Đưa sụp ra xa ra. Đúng không? Được chưa? Cái này mọi người hiểu chưa? Đơn giản không? Cách này khá là đơn giản đúng không? Ai cũng làm được đúng không? Một đèn hai tấm xốp, còn cõi phòng để nó phiếu, đừng có phiếu mạnh quá nhá, phiếu mạnh quá nó rất buồn cười, mà phiếu một tấm nó sẽ bị lệch cái sáng hai bên nhá, nó tạo khối phía trước luôn nhá Huy. Ở cái ánh sáng vừa rồi lúc mà hình ảnh anh gửi đi nó phiếu khoảng là đều, nó không có nhìn chênh lệch về khối. Được chưa, được chưa, mọi người hiểu cái này chưa? Mọi người hiểu cái này cho ánh sáng này đấy chưa? Cái nẹp đấy thì các bạn có thể ra đặt những cái tấm sắt cho các bạn. Bây giờ là các bạn sẽ đặt câu hỏi về ánh sáng cho mình đi. Hôm nay mình sẽ combo các bạn cái buổi ánh sáng này, chúng ta hiểu hơn, giới thiệu qua quá thôi, bởi vì rất là nhiều trò chơi trong ánh sáng là những cái trò chơi mà chúng ta có thể sáng tạo, nhìn ảnh là phiếu. Các bạn thấy có khó khăn nào trong ánh sáng trong lúc chỉnh sửa ảnh đi, câu hỏi tập trung nhất. Còn một số bạn giống như Huy mà yêu thích hỏi và để xử lý tốt hơn trong cái công tác chụp của mình thì vẫn cứ hỏi. Các bạn hỏi đi cho mình xem đây các bạn. Nói thêm về cách chơi sáng kiểu hoa văn ấn tượng đi á. Cái hiệu ứng đấy nhá, hiệu ứng đấy nó cũng khá là dễ, cái hiệu ứng nó khá là dễ. Thì cái này mình cũng sẽ vẫn là gọi là combo thôi này, vì cái ảnh này thì các bạn nên tham gia vào cái group ánh sáng của mình thì các bạn sẽ hiểu dễ hơn nó như một cái trò chơi ấy. Ở đây mình có thể vẫn dùng cái đèn này, mình vẫn dùng đèn này. Đấy, mình bỏ luôn cái tấm này, mình chơi tường cho nó dễ hiểu. Như thế này thôi, nghĩa là cái hóa văn đủ kiểu thì rõ các cách các bạn tạo hình từ cái vấn đề các bạn có cái đồ chơi của các bạn thôi. Được chưa, các bạn có đồ chơi của các bạn thôi. Đấy, đồ chơi mình sẽ cho mẫu đứng gần chịu. Có đồ chơi của bạn ở đây, có thể là các bạn sẽ dùng một số cái mình sẽ giả sử mình sẽ dùng hai tấm xốp đi, hai tấm xốp này, rồi mình sẽ dùng một thêm một tấm nữa đi. Cái hóa văn là do cái đồ chơi của các bạn đấy nhá. Đấy, cái đèn này mình sẽ để này thì để cho nó phân cách. Nghĩa là cái hóa văn hay là cái gì thì nó được tạo bởi những cái đồ chơi tạo ra hình trước của các bạn. Đúng không? Các bạn nhìn này các bạn sẽ đoán, ví dụ ở đây là một cái khe thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là một cái khe. Đúng không? Nếu nó là một cái khe xiết thì nó tạo hiệu một cái khe xiết. Hoặc là mình nhớ là trong này theo nguyên bản nó phải có cái dạng cái giả sử là ví dụ như kiểu những cái đầu cù đi, cái này nhìn hơi đồ hơi rô, cái này hơi rô,
Và ví dụ cái cây này đi đúng không? Mình thích cái cây này đi. Bỏ cái cây mình đâu rồi ta? Thằng này nó che mất cây này. Đấy, ví dụ cái cây này đúng không? Dễ hiểu hơn thôi đúng không? Đấy, thì những cái này là do các bạn có cái gì để các bạn tạo ra thôi đúng không? Đấy, ví dụ vậy chụp đèn liên tục sướng hơn không anh? Sướng hơn nhiều chứ, đèn liên tục cho chúng ta thấy được là làm những cái gì nó như thế nào thì nó đúng như thế đấy ha, đúng không? Cái đèn những cái hiệu ứng thì nó dễ thôi, chả có gì phức tạp đâu. Quan trọng các bạn có những cái đầu gắn để tạo hiệu ứng hoặc là những cái đồ chơi của bạn đúng không? Setup như này phòng cân tối à, phòng em rộng quá nhiều ánh sáng chụp không ra. Ui nhiều ánh sáng càng tốt các bạn, chụp như thế này bản thân của mình còn phải gắn thêm một cái đèn fill nữa các bạn ạ. À, các bạn như thế là sai, phòng mình bổ sáng luôn đấy. À, phải mình còn phải dùng fill nữa mà. Mình còn phải fill nữa nhé, còn phiếu nữa, bởi vì cái kia mình chỉ cần họa tiết thôi. Mình bảo phong càng sáng này càng tốt nha. Ảnh này mấy đen á, ảnh này giống như ảnh ngược sáng lúc nãy thôi à, giống như ảnh ngược sáng thôi à, là nó ra đập vào phông sáng chóa nó mới đầy lên á, hai cái đen sáng đập vào phông Huy. Em toàn chụp hai cây, một cây chỉ một cây phiếu, đúng rồi, cái này nên phiếu nha, cái này nên phiếu. Còn không view là bởi vì cái phong các bạn trắng quá, và cái này nó có hai, nó có cái đen này này, nó sẽ tỏa ra toàn bộ phong và phong nó sẽ đập lan ra thì nó sẽ phiếu. Rồi các bạn tiếp tục đi, các bạn sẽ hỏi về ánh sáng. Hôm nay mình sẽ giải quyết cho các bạn về ánh sáng. Hiểu các bạn hiểu đấy, thực ra các bạn cứ thích thú về ánh sáng, ánh sáng là cái thú vị nhất trong cái nhiếp ảnh đấy. Thì từ đấy các bạn sẽ link sang vấn đề Photoshop nữa. Đó. Nhiều bạn thích thế nào thời trang thì các bạn đừng có phiếu, bởi vì sao, nó cần sự tướng phản, nó cần cứng, nó cần gắt, nó cần thể hiện cái cá tính. Còn những bạn là cũng tạo những họa tiết cái lá cây đấy, nhưng người ta thích nhẹ nhàng hiền hòa thì các bạn sẽ phiếu cho nó mơ mơ thôi đúng không? Chúng ta học để làm gì, học để tưởng tượng nó tốt hơn và để chúng ta hiểu rõ hơn. Các bạn phiếu bởi vì các bạn không muốn cái màu xám ấy, cái bóng tối nó bị rõ quá và sự chênh lệch giữa sáng và tối nó rõ ràng quá, thì các bạn phiếu để làm cho bức ảnh các bạn nó đỡ lên đúng không? Nó đơn giản mà. Đằng Minh Đức trong buổi đang chụp D850 à, cứ sợ đó còn sốt cân ảnh sáng mini để làm ảnh phòng cửa nhưng file vẫn chưa ứng. Đơn giản mà, một đen là đủ rồi, gần gì phải hai đen. Đức sẽ tính cái beauty của con beauty càng dễ chứ, cái gian nâu có đen vang trước dễ hơn à thầy. Đen vang trước hay là cái việc mà chúng ta đen trắng được mà, tại sao phải đen vang trước? Đen vang trước thì hầu như là để giảm nắng thôi. Tất nhiên cái đen vang chiếu vào nó sẽ được hiệu quả hơn, giống như anh ngày hôm qua anh có nói rồi đúng không? Huy này phải nhớ cái buổi học ngày hôm qua anh có nói về vấn đề các bạn làm da nâu rồi đúng không? Thì cái việc ánh sáng vang nó làm cho cái da nó vang đi đúng không? Cũng giống như cái việc chúng ta sẽ chọn cô mẫu nó có một cái tông da hơi vang, hoặc là chúng ta có cái vấn đề là make up tông vàng tông cam lên thì cái ánh đèn vàng nó chiếu vào chắc chắn là nó sẽ dễ làm hơn và nó sẽ ra hơn đúng không? Cái này là một cái đơn giản chúng ta có thể nhìn thấy được mà. Hoặc là chụp tăng nhiệt độ màu lên khoảng tầm 6.500, 7.500, 8.000 đi thì nó sẽ vàng hơn đúng không? Thì nó sẽ có chất liệu để chúng ta làm ra cái tông nâu và tông cam hơn, ok đúng không? Còn nếu chúng ta làm da trắng không thì sẽ đèn trắng nó tốt hơn, nhiệt độ màu thấp hơn, giá của một cô mẫu da trắng thì tốt hơn và make up tông trắng hồng thì nó sẽ ra, đúng chưa? Hiểu chưa Huy? Chúng ta hãy đơn giản hóa mọi kiến thức đi các bạn, đừng có bị nhìn một bức ảnh các bạn phải nghĩ đến cái gì cho nó khó, mà các bạn hiểu thuật toán của nó làm ra cái tông nâu thì nó có liên quan đến cái màu vàng, có liên quan đến màu vàng thì những cái vật liệu ví dụ kể các bạn mặc những cái bộ đồ nó hơi vintage, nó hơi cái màu vàng đất, màu nâu đất, màu xám
đúng không, thì nó sẽ tạo ra cái chất liệu ngon hơn. Còn nếu như các bạn dùng những cái tông màu nó xanh nó tím nó đủ kiểu thì nó sẽ không ra được cái màu nâu đấy, kiểu như thế. Cũng giống như khi blend các bạn muốn ra tông nâu đấy thì các bạn phải trên hết các cái màu nó chả liên quan đến cái tông nâu sáng, đúng không? Chứ nhiều lúc nói chụp phông này các bạn ạ, nhưng mà nhiều lúc mình lấy làm màu trắng các bạn, là chuyện bình thường hả? Đấy, như bạn hỏi là tại sao đèn em không có đèn led trắng thì làm sao các bạn, đơn giản không? Đèn là đèn spotlight các bạn ấy, 2000W thì phải, và nhiệt độ màu nó rất là cao. Thì xong lúc khi chụp thì mình setting máy tính của mình ở trên điện máy ảnh của mình, và nhiệt độ màu đấy có 3300 thì bỗng dưng nó là màu trắng. Được chưa? Chúng ta đơn giản thì giống như những cái bộ ảnh, những bộ ảnh cái chụp cái workshop đấy của mình đấy, các bạn nhớ rồi đúng không? Mình chụp ảnh thì các bạn sẽ thấy được là như lúc cứ thấy chụp phông trắng vàng các bạn đấy. Như bạn hỏi, ui anh ơi, đây màu vàng. Đến lúc mà khi mình làm màu trắng thì các bạn hỏi, ôi nhà em chỉ có cái đèn led vàng thôi, nhưng màu trắng đẹp quá, đèn em không có led trắng mà công suất mạnh như vậy. Thực ra đâu mình dùng cái đèn vàng mà các bạn, một ảnh mà các bạn thích trắng thì các bạn kéo sang trắng, thích vàng kéo sang vàng, đúng không? Đúng không? Nên chúng ta cứ đơn giản hóa mọi việc, chúng ta có cái phay rõ để điều chỉnh những cái nhiệt độ màu rất là ổn mà nó thành trắng ngay Được chưa? Chúng ta đơn giản hóa lại, đơn giản hóa lại. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn sẽ hỏi đi Huy hay là Canu hay anh em cần hỏi gì đấy. Khi các bạn hiểu được ánh sáng ấy, thì cái việc các bạn ra ngoài trời nhé, ra ngoài trời ví dụ như chúng ta nghĩ đến ngày một ngày trời nắng đẹp đi, nắng trời xanh gắt, thì lúc đấy cho các bạn chụp vào khoảng tầm 2 giờ chiều và cho các bạn chụp ở bãi biển đi, đúng không? Thì lúc đấy là ánh sáng cứng, ánh sáng mềm các bạn, mặt trời khoảng 2 giờ chiều đấy đúng không, là nó sẽ là ánh sáng cứng, bởi vì nó rất là nhỏ. Nguồn sáng chúng ta là một cái ống mặt trời nhỏ nhỏ tròn vó ở trên trời đấy, ở trời quáng đãng, thì đồng nghĩa với ánh sáng cứng thì những cái bóng đổ trên người nó rất là rõ ràng, trên mặt mũi đúng không? Nhưng nếu mà một cái trời nhiều mây thì nó giống như một cái tấm tản sáng lớn của chúng ta đúng không? Nguồn sáng lúc đấy không phải là mặt trời nữa mà nó tỏa vào mây, và nguồn sáng chúng ta là một cái bầu trời mây nó chiếu xuống, thì đồng nghĩa với các bạn sẽ thấy một ánh sáng rất là mềm, đúng không? Nó sẽ dịu đi. Nếu mà trừ khi mà chúng ta đi chụp mà chúng ta muốn tạo ra được những bộ ảnh nó hơi hướng thời trang, tương phản hay chi tiết mọi thứ đấy, thì các bạn phải dùng cái gì? Dùng đen để tạo ra sự tương phản đấy, bởi vì với cái trời đấy thì nó thế đúng không? Đúng không các bạn, đúng không các bạn, thấy thấy đúng không? Cái ảnh có phải phải góc đó.
cái chơi máy chiếu cho mình tải cái ảnh. Một năm không mười nói miếng để xem ảnh studio của nhau hả anh? Không không không, cái này các bạn muốn muốn hỏi cái ảnh studio hỏi về ánh sáng thì thôi thì mình sẽ giải quyết cho các bạn. Giờ các bạn phải đặt ra những cái câu hỏi về ánh sáng đấy, hoặc là các bạn thích cái gì không? Chứ thực ra cái này mình chỉ liên đến cái vấn đề Photoshop thôi nha. Các bạn hiểu cho mình cái đã, còn cái vấn đề hướng dẫn thêm, bởi vì Huy nó muốn hiểu rõ thêm thì chúng ta sẽ nói thêm mở rộng hơn. Bởi vì chúng ta buổi hôm nay chúng ta sẽ link văn ánh sáng để cái việc Photoshop của chúng ta tốt hơn, để cái việc control nó tốt hơn. Ví dụ với cái ảnh góc như này, đúng không? Mà chúng ta muốn nó nhẹ nhàng hơn, bộ ảnh này nó nhẹ nhàng hơn thì như thế nào? Chúng ta sẽ phải xóa cái background này đi, xóa cái bóng này đi, và fill vào những vùng shadow này để bức ảnh nó nhẹ nhàng hơn. Khi các bạn hiểu rõ được rồi thì các bạn sẽ làm ra được tốt hơn, đúng không? Hoặc là khi các bạn làm một cái bộ ảnh nó hơi hướng thời trang kiểu thì các bạn sẽ tạo cái tương phản nó gắt hơn. Không, nhưng đây là một bộ ảnh nhẹ nhàng và nó thể hiện những cái thứ trẻ trung dịu dàng mềm mại, thì các bạn phải cố gắng xóa luôn cái bách này, xóa luôn cái này, dùng Photoshop xóa. Khi các bạn hiểu rõ được cái tính chất ánh sáng ở trong bức ảnh đấy thì lúc xử lý Photoshop các bạn sẽ phải xử lý để tạo ra cái tính chất đấy, đúng không? Mọi người hiểu cái này không? Nghĩa là buổi học hôm nay để chúng ta hiểu rõ, từ cái hiểu rõ đấy để cái việc khi các bạn làm Photoshop nó được hiệu quả cao hơn. Đúng, nếu như là một cái yêu cầu của bức ảnh là bức ảnh nhẹ nhàng dễ chịu, đúng, thì các bạn sẽ xóa bấy cái background này cho mình, đúng, thay vào một cái một background một đơn giản đi, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, đúng không? Nên bây giờ các bạn cần hỏi thì mình sẽ link cho các bạn. Chúng ta buổi hôm nay chúng ta sẽ nói qua về những cái khái niệm ánh sáng và chúng ta sẽ có thêm những cái hướng dẫn ánh sáng cho các bạn. Nhưng bây giờ là các bạn sẽ đặt những cái câu hỏi, nếu như các bạn quan tâm đến cái vấn đề ánh sáng và các bạn chưa giải quyết được thì mình sẽ giải quyết cho các bạn. Đèn 2000W phía sau lên chiếu vào máy ảnh có ảnh hưởng đến sensor? Nó có vào máy ảnh đâu mà ảnh hưởng sensor em. Sao cứ sách vở làm gì nhá? Chụp cả nắm cũng chả hỏng sensor. Ảnh cổng đánh đen phân giữa hai người thường bị tối. Ảnh cổng đánh đen phân giữa hai người thường bị tối, mình xử lý như thế nào anh? Nó dễ các bạn, tối chỗ nào mình fill chỗ đấy thôi. Các bạn sẽ dùng ánh sáng nó vào giữa hơn một xíu, và các bạn dùng những cái nguồn sáng fill ở giữa, đúng không? Làm thế nào để chụp ảnh thời trang mặt mẫu có nhiều khối hoặc giữ nguyên khối được không anh? Rồi nhắc đến cái ánh sáng đi. Trời ơi sao lại giờ hỏi câu này, Đạt hỏi câu này hơi sai nhỉ. Đạt hỏi câu này hơi sai. Anh Tâm trả lời được ngay mà đúng không?
chụp ảnh thời trang đơn giản, nhiều khối đủ kiểu, các bạn dùng những nguồn sáng nhỏ đi. Ở đây các bạn có thể dùng Beauty Dish, hoặc ở đây mình sẽ dùng cái Para này đi. Sao lại hỏi câu này thế nhỉ? Nhiều khối giữ chi tiết này, đơn giản không á? Đầu tiên là thiết bị nhá. Đầu tiên thiết bị thì Đạt đang có cái thiết bị gì nữa này? Đạt đang có cái thiết bị gì này? Thiết bị của Đạt, thế đầu tiên phải thiết bị của Đạt. Em đang dùng cái gì là ta chứ ở đây? Mặt nhiều khối hay gì để nó đơn giản mà ta, có gì đâu. Đầu tiên nhá, ví dụ thích căng nữa dùng khẩu căng lên, khẩu chín đi cũng được. Được nhá. Mặt đúng lên cho nhìn cho nó dễ nào. Nguồn sáng như thế nào, học rồi đúng không? Nguồn sáng phải nhỏ, cái du phản này hơi to đấy, cái du phản nó dạng hơi to này, nguồn sáng này cũng được nhưng mà hơi to đấy, nguồn sáng của du phản này nó vẫn hơi to này. Rồi ok, nguồn sáng phải nhỏ, đặt lệch mẫu đúng không? Đặt phải lệch mẫu, lệch sáng thì nó mới hiện được nhiều khối hơn. Nguồn sáng này à, nguồn sáng này nó hơi to này. Đấy, đặt hiểu không? Nguồn sáng hơi to, nếu không thì phải đặt đặt như thế này nó vẫn sẽ đây du phản đi. Đấy, cái khối đầu tiên phải đặt lệch này, đặt lệch bên này khoảng 45 hoặc 40 độ như cũng được đúng không, thì các bạn mới lấy được cái khối rõ ràng. Khi đặt lệch thì nó mới hiện rõ được từng cái chi tiết mặt mũi miệng đủ kiểu, nó sắc đúng không, như nguyên khối ngay một nguồn sáng thôi. Đúng không? Và khi đèn phiêu dưới này các bạn sẽ dùng một cái có thể dùng cái đèn này cũng được. Phiêu phiêu bên này đi. Đấy, đặt cho nó tới đây đúng không? Phiêu nhẹ thôi cùng hướng với cái đấy. Cái phiêu này làm cho chúng ta trong cắt lái nó cũng có hai cái hột cũng khá thú vị. Đúng không? Và cái khối nó giữ rõ ràng này. Đánh một đèn thôi. Bên này nhiều khối hơn nữa đúng không? Thì các bạn sẽ dùng một cái này này. Đấy, dùng cái này nữa. Đấy, hiểu 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 chưa Đạt? Nó dễ mà ta. Cho tối nữa đi, nhìn cho sâu hơn. Nó khép khẩu lại nữa, khép càng sâu nữa thì chết lên. Dùng phải có cái tầm hắt đen nha. Thì khối nó mới lên, mới sâu được, mới rõ được. Còn không thì cái không gian nó sẽ phiêu vào, nó sẽ không sắc lên được. Nha, phải có cái tầm hắt đen thì các bạn mới giữ được cái khối nó rõ hơn. Còn nếu các bạn không có tầm hắt đen thì bản thân trong cái phòng nó luôn có cái sự phản xạ ánh sáng từ các bức tường mà. Một mặt bên kia sáng lên xíu được được. Đó, sáng lên là nó như này, nó đã sáng lên rồi này. Còn lên xíu nữa thì còn gì là khối. Vừa bảo hiện rõ khối mà bây giờ sau lại bảo là sáng lên xíu nữa thì anh đã nó hơi xích dài đấy đúng không, khép khẩu sâu vào, đèn đặt lệch hẳn, đèn chính đặt lệch hẳn. Đặt phiếu như thế này thì thực ra là nó làm gì có sâu nữa đâu, nó làm gì được sâu đâu đúng không. Muốn sáng tối thì phiếu vào, cách học chúng ta đơn giản mà, tưởng tượng nó dễ mà đúng không. Không đạt thấy rõ chưa? Em có ảnh lên group à? Để ra xem giúp em fail ở đâu à? Đây em.
Sao không thể thông báo rằng lên group ta? Làm gì có thầy đâu, thầy hái ảnh lên group đâu, group nào vậy? Hoàng Vũ Lương group nào vậy? Thực ra cái đen các bạn ạ, nó chỉ có xoay đi xoay lại mấy kiểu thôi. Lúc này là cái về ánh sáng đúng không? Đây là ánh sáng, bởi vì cái nguồn sáng chúng ta sẽ có rất là nhiều hướng. Cái hướng sáng thì mình sẽ chỉ các bạn một cái hướng sáng là hướng sáng trước mặt. Rồi chúng ta sẽ đến với các hướng sáng đi. Hướng sáng đầu tiên là hướng sáng thẳng mặt. Hướng sáng thẳng này thì nó được cái lợi thế như thế nào? Nó sẽ làm chúng ta rõ rất là nhiều cái chi tiết, rõ ràng tất cả cái chi tiết này. Và hướng sáng này chúng ta dùng mục đích là gì? Phần lớn là chúng ta để chụp một cái chân dung, và đặc biệt là chụp beauty. Beauty thì chúng ta sẽ dùng những cái para này, hoặc là chúng ta sẽ dùng cái đèn ring light này cũng được. Để thấy cái này ta, thấy cái này đâu ta, thôi mình sẽ xóa cái này đi. Một số bạn dùng cái này đúng không? Dùng cái này. Bạn sẽ dùng cái này, một số bạn sẽ dùng cái này. Cái này thì chúng ta sẽ xác định là đèn nó rất là yếu, mở khẩu ra. Số tăng lên cũng được cho 500 đi. Với cái đèn ring này thì mục đích của chúng ta phần lớn là nó sẽ chụp chi các bạn. Đèn ring này nha, mình sẽ để như này luôn nhé. Như này đi. Rồi cái đèn này làm sao để xuyên qua ta? Chờ mình xíu nha, thì mình sẽ cho cái đèn ring này nó thấp xuống. Rồi cái máy ảnh thấp. Rồi cái máy ảnh này cũng thấp xuống. Rồi cái đèn ring này mục đích là gì các bạn? Đây nhá. Cái đèn trước thì phần lớn là mình sẽ nói đến cái đèn ring này. Đèn tại sao là đèn ring này làm cho cái mắt các bạn có một hình tròn đấy. Phục lúc chúng ta sẽ làm cái mắt nó có cái cắt lái nó đẹp hơn. Đèn trước mặt là hầu như để chúng ta chụp dạng beauty, sản phẩm về mấy cái bà makeup ấy. Ở nhà mà vợ mà làm makeup thì chúng ta dùng những cái đèn ring này này. Cái đèn này để cho chúng ta nhìn thấy những cái họa tiết makeup khá là đẹp, khuôn mặt khá là xinh xắn, rõ ràng, sáng sủa. Và để khoe, hầu như khoe cái đẹp thôi, chúng ta dùng gọi chúng là chụp cho cái thể loại ảnh beauty edit. Beauty edit thì hầu như là thể loại beauty. Một thể loại beauty thì bắt buộc các bạn phải như thế nào là phải đẹp, là thể loại để chụp cái đẹp đúng không? Chụp cái đẹp, để chụp cái đẹp, mà chụp cái đẹp thì chúng ta phải cần cái nguồn sáng như này nó cho trăm đấy đúng không? Đấy, để chúng ta khoe đấy. Và một số bạn sẽ dùng cái hắt sáng dưới lên. Cái này có hắt sáng dưới không ta? Không có cái shop này được hắt ngang không? Có lẽ không thôi, nhưng mà kệ nó đi nhá. Đấy, để phần lớn để chúng ta chụp makeup, chụp beauty theo kiểu dạng spa chẳng hạn, vân vân, để chúng ta khoe một cái khuôn mặt ABC chi tiết đủ kiểu. Là dùng cái đèn, cái hướng đèn trước ấy. Chúng ta đang nói cái hướng đèn đâu, cái hướng đèn trước. Rồi hướng đèn thứ hai là hướng đèn trên xuống. Hướng đèn trên xuống thì nó được cái lời gì đúng không? Đèn trên xuống thì các bạn sẽ thấy được này. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy được là chúng ta sẽ rõ những cái khối nổi lên này, khối khuôn mặt. Đấy, và nó sẽ làm cho mũi nó cao hơn, cái gò má này cao hơn mũi và môi và cằm. Thì cái đèn này đèn khối mà trong cái kỹ thuật makeup ấy. Kỹ thuật makeup các bạn thì người ta sẽ đánh khối vào những cái điểm mũi này này, cái gò má, cái môi này này, cái môi rồi cái cằm. Rồi hai cái chân mày đủ kiểu để làm gì? Cái mặt nó sẽ lôi lên, cái khối nó đẹp hơn và mặt nó nhọn lại. Là cái đèn trên xuống đúng không? Nhiều bạn hỏi là tối không, các bạn có thể dùng đèn khác nữa, nhưng mà cái đèn này là một cái đèn để chúng ta đúng không? Mình sẽ cho thêm cái đấy, thì cái đèn trên, như cái đèn trên xuống thì mặt nó sẽ gòn lại,
và mũi cao mặt cao hơn đúng không? Cái việc kết hợp với đèn trên xuống này này, đèn trên xuống là một cái đèn rất là đẹp, cái hướng sáng trên xuống là một cái hướng sáng theo mình nghĩ là nó sẽ là đẹp nhất, bởi vì nó sẽ làm cho khuôn mặt các bạn đẹp hơn đúng không, làm cho khuôn mặt các bạn đẹp hơn. Nên hầu như để các bạn điều khiển trần mà cao thì bạn nên gắn cố định luôn một cái trên xuống đi, để các bạn chụp ảnh gia đình, dịch vụ cưới hỏi hay là bé thời trang gì đủ kiểu, các bạn cứ gắn ở trên đầu cho mình, nó cực đẹp luôn. Các bạn như bạn có điều kiện thì các bạn làm luôn cả một cái tấm tản sáng lớn đấy đúng không. Hơi lốp là vì con ba con mẹ này nó tóc vàng, ông dùng một cái con mẹ khác đi, ông dùng cho con mẹ này bái đi, dùng con mẹ khác đi, tóc vàng thì nó đỡ lốp hơn, không lốp đâu nữa đúng không. Hay con mẹ này đi. Các bạn nhiều lúc không có hiểu được, có nhiều bạn thì không vào ra vào đây không, thì tóc làm gì có lốp đâu, tóc nó tóc con mè lúc nãy là nó là tóc vàng, nên là các bạn thấy lốp là đúng rồi. Thực ra chúng ta phải cân chỉnh, nhiều lúc mà mẫu mà chơi quả tóc bạch kím hoặc tóc mới tẩy đủ kiểu mà các bạn dùng những cái nguồn sáng ngược mà nó ngang sáng trên xuống hay kể cả đèn vén nữa mà nó bị sáng quá, nó sẽ làm cho phần tóc để nó bị nổ luôn ấy. Đấy là cái kinh nghiệm nhé, chứ không phải gió đen đâu, mà chúng ta phải dựa vào những cái gì chúng ta có sẵn để chúng ta sẽ làm cái vấn đề ánh sáng nó hợp lý hơn, chứ đừng có sách vở. Chúng ta hiểu rõ thôi, các bạn thấy nó lốp thì các bạn đừng có làm kiểu lốp đấy đúng không. Ý ta lúc chụp phong nếu để ISO cao quá có ảnh hưởng lúc edit nhiều không? Không sao nhá, không sao, lúc ảnh phong thì các bạn để thoải mái, các bạn để lên khoảng tầm 500 cũng được, với những con máy hiện tại như bây giờ các bạn để 500 thoải mái nhé, dùng làm thoải mái luôn, làm ảnh cổng thoải mái luôn, ISO 500 thoải mái nhé. Nhưng ngày xưa chúng ta hay sờ sờ là cái thời 5D2, 5D3 thôi. Sau cái đời công nghệ của 5D4 trở đi thì các bạn tự tìm mà chơi ISO cho mình, nếu các bạn không đủ điều kiện về những cái đèn có công suất cao đúng không? Các bạn đơn giản hóa lại cho mình. Đổi 5D4 sang R chụp ok không anh? Cái mình thì chưa được chụp, nhưng mà bạn các bạn của mình chụp nhá, thì các bạn muốn ok không thì các bạn tự nhận biết, mà mình đã nói mình sẽ chưa review cho các bạn. Các bạn sẽ nhìn đây là file gốc này, các bạn nhìn file gốc đi nó dễ hiểu hơn. Đây file gốc này, đây file gốc đấy, đấy 100% này, đây file gốc đấy, các bạn bảo có ok không thì file gốc đấy, các bạn phải gì file gốc đấy. Cái ok không thì các bạn sẽ trả lời được. Với mình thì mình đã nói rồi, và mình sẽ có lúc mình sẽ review cho bạn về cách cài đặt máy ảnh nhé. Bởi vì là mỗi dòng máy nó có một cái chất riêng, nó có một chất riêng thực sự, chứ không phải Canon lên nó sẽ ra chất Canon để đâu. Mỗi một con nó có một cái kiểu chơi, và một cái phân khúc nó có một cái kiểu set, thì chúng ta sẽ dựa vào điểm mạnh của cái dòng máy đấy và chúng ta sẽ setup làm sao để tận dụng, kể cả Photoshop nó khác hoàn toàn các bạn ạ. Lúc vào chỉnh thì nhiều bạn sẽ thấy được là file CR3 nó khó chỉnh hơn CR2, nhiều bạn hỏi trên stream của mình ấy, nhưng thực ra mình thấy dễ hơn các bạn. Cái vấn đề khó hơn là do các bạn cảm nhận thôi đúng không, do các bạn cảm nhận thôi. Mình chưa dùng cái Nikon Z nào nên cũng không biết hướng dẫn bạn kiểu gì, có bạn tâm trong group để các bạn tự hỏi. Ảnh này anh chụp hai đèn à, em thấy phân tán bên kia sáng, đúng rồi, nhìn là thấy chọn đấy đấy, có một cái phiếu, có một cái phiếu đấy
Honda thì đặc biệt là nó công nghệ nó mới các bạn, nên nó nét đấy, nét rồi cộng thêm con lén nó chống rung 50 nữa thì các bạn sẽ có một hệ thống chống rung 10 trục, 8 trục là nó cũng mắc đấy, mà nó có tận 10 trục mà cả lén cả ống, nên cái việc rung nó sẽ hạn chế hơn nhiều. Được nha mọi người, tiếp tục nha. Rồi cái đèn thứ hai này, cái này tại sao mà lúc nãy anh nói là cái này đạt hỏi thì anh thấy nó hơi hơi buồn cười một xíu nhá. Đạt hỏi thì anh thấy nó hơi buồn cười xíu. Cái đèn thứ hai là mình sẽ đèn thứ ba là đèn một bên sáng các bạn, đèn một bên sáng. Đèn một bên sáng thì ở đây mình sẽ dùng cái sáu mươi này đi cho nó dễ hiểu. Đèn một bên sáng. Cái đèn bên thì nó có hiệu quả chứ các bạn? Đèn bên nó có hiệu quả chứ? Đèn bên thì nó cho chúng ta thấy được hiệu quả rõ luôn này. Chờ mình thì mình sẽ đổi lại cái nhìn cho nó các bạn dễ hiểu. Chúng ta sẽ đến với đèn một bên nhé. Mẫu đâu rồi? Thực ra đèn một bên này. Thì đèn một bên thì cho chúng ta một cái tính chất gì? Khi các bạn đặt đèn bên nghĩa là một cái đèn trong khoảng này, mình cho là đèn bên này. Đèn bên làm cho khuôn mặt nó nổi khối và thật chân thật hơn, nó thể hiện rõ những cái phần lồi lõm và hình khối mặt mẫu nó đúng hơn. Thì câu hỏi của Đạt trong này hỏi thì nó hơi sai, bởi vì Đạt đã được học cái này rồi. Thì đèn bên là cái nguồn sáng tạo ra được cái sự chân thật, hình khối chuẩn của mẫu, nó tạo ra một tính chất nhân vật nó rõ ràng nhất, nó thể hiện nhân vật thật nhất so với tất cả các cái hướng đen, hướng sáng thẳng. Như lúc chúng ta rất là khó phân biệt được những cái đường khối, đường cong, hướng tiến xuống, như lúc nó chỉ phân biệt được những cái phần lồi đấy, nhưng phần lõm nó cũng chưa rõ ràng. Nhưng với một cái đèn bên thì chúng ta thấy được phần lồi và phần lõm nó rất rõ ràng, chúng ta tưởng tượng được khuôn mặt nó chuẩn hơn. Nên các bạn muốn chụp cái ảnh những chân dung đúng nghĩa chân dung thì các bạn sẽ nên dùng đèn bên cho mình, đèn bên nhá. Còn phiếu thì ta chưa nói, đèn phiếu là do vấn đề yêu thích các bạn muốn phiếu mạnh, phiếu nhẹ gì đấy là của các bạn, đúng không? Em tưởng anh phải múc rơ 3 hoặc rơ 5, anh chưa có tiền đây này, có tiền đâu mua mất mẹ hai con rơ với hai con len 2470 RF mất 200 triệu đấy, mất 200 thôi, có hai cái bộ máy cho hai đứa cho làm, anh chưa không có tiền này, này anh hết tiền rồi, đang tính toán đang xoay vay mượn trình tạm đang nó để mua con máy dùng nhá. Hơi đòi kèm rồi các bạn là nhớ cái hướng sáng bên nhá. Vậy thì hướng sáng bên là như nào các bạn? Nó sẽ thể hiện được rõ tính chất của nhân vật nhất, nó thể hiện được cái sự đúng nhất, cái đúng nhất mình gọi cái đúng nhân vật. Bởi vì khi chiếu sáng bên này chúng ta sẽ lộ rõ được cái phần lồi lõm chuẩn nhất của mẫu này này, thì chúng ta sẽ nhìn mẫu đúng theo đúng cái khuôn mặt của họ hơn. Thay vì là cái đèn trước chúng ta rất là khó phân biệt được, có phân biệt được cái lồi lõm đấy. Thôi chứ cái này mình chả nhớ, cái này mình xét kiểu gì ta, nó sẽ khó để nhìn thấy được và nó sẽ theo kiểu dạng chi tiết hơn. Còn sự lồi lõm hốc hác thì nó sẽ bị giảm thiểu đi rất là nhiều này. Đó, còn đèn bên thì chúng ta sẽ nhìn thấy đúng được cái bản chất của mẫu hơn. Rồi tiếp tục cái đèn hướng đèn thứ ba là đèn ở sau lên các bạn, đèn ở sau lên. Đèn ở sau lên thì mục đích của nó là gì các bạn? Nó sẽ tách cái chủ thể khỏi cái background. Nó làm nổi nổi cái chủ thể hơn so với vách giáo. Đèn bên là một cái đèn, một trong những cái đèn mình nghĩ là nên dùng với tất cả trường hợp, kể cả ngoài trời các bạn ạ. Thường thì mẫu không thích bản chất thật anh, đúng rồi. Nhưng mà đó là với những cái bạn mà ta đang nói về những bạn gái xinh xắn hoặc gì đấy thôi, những bạn gái sống ảo thôi. Cho nếu như các bạn hiểu như bọn Tây, như kiểu Canu ở bên Mỹ thì đèn bên người ta sẽ rất là thích. Hoặc là những cái người chụp chân dung các bạn ạ, chân dung mà theo kiểu họ đang có một cái sự tự tin, họ đang có một cái tự tin của họ nhé. Ví dụ họ là những người thầy, những người giảng viên, những cái người làm những nghệ thuật vân vân, họ thích cái đèn bên bởi vì họ thể hiện được
bản chất của họ, họ thể hiện được con người họ bởi vì họ có một cái thành tựu, họ có những cái vị trí của họ rồi, nên khi hình ảnh mà xuất hiện đúng cái con người họ, họ rất là tự hào về cái điều đấy. Còn những cái người mà sờ lồ những cái nhược điểm gò má hốc cả cái gầy hay béo hay da vân vân thì người ta mới tránh, chứ còn bản chất họ đang rất thích những cái gì hiển thị của họ, đúng không? Nên tại sao mình dùng từ Tây, bởi vì là cái người phương Tây mình thấy nó chụp ảnh nó khá đơn giản, kể cái làm giá cũng thể họ cũng khá là đơn giản, nó xử lý một cách đơn giản và nó thích những cái thật ở trên khuôn mặt đấy. Như lúc họ chỉ không thích những cái sẹo mà vô tình xuất hiện đủ kiểu thôi, còn cái những cái nhiều tần nhang hay là những cái đường cong đủ kiểu người ta giữ nó ổn mà, đúng không? Nên là thương hay không thương thì cũng tùy vào cái vị trí nữa và tùy vào con người nữa. Rồi đèn bên, đèn đèn sáu đến thì các bạn chụp ngoài trời thì càng tốt nhá. Nếu như các bạn đi ra ngoài trời mà dùng một cái đèn vén theo nữa thì cực 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 đã các bạn, cực đã. Ở ngoài trời mà các bạn có một cái đèn vén luôn, có một cái đèn vén cho các bạn thì quá tuyệt vời. Nó tách khỏi cái những cái background ở sau, cây cỏ rừng núi đồng cỏ hay là trời biển hay là kể cả nhà cửa phía sau ấy. Nó làm cho mẫu của bạn được tách ra thì cái đèn vén này nó tạo hiệu quả rất là tốt, đèn sáu ấy. Cái đèn sáu thì vì cho nó đèn sáu, bạn đèn hướng ở sáu đến nhá, đèn hướng ở sáu đến thì mình đều gọi là đèn sáu. Thế đèn sáu có một cái chức năng, đèn sáu có một cái chức năng như các bạn thấy đấy, ngoài cái vấn đề chúng ta sẽ tạo được những cái đường vén này này để tách chủ thể với background ra, thì nó có một cái tính chất, tính chất là mỗi đèn nó có một tính chất các bạn, thì cái đèn sáu này nó có tính chất là tạo được cái gì nữa các bạn, tạo một trong những cái concept đèn sáu. Giống như lúc nãy chúng ta chụp cái đèn vàng đấy, chúng ta chụp cái đèn vàng lúc nãy đúng không, cái phông đèn vàng giảm nắng đấy cũng là một cái đèn ở sáu đến đấy, thì lúc đấy nó tạo được cái cảm xúc gì nữa các bạn. Các bạn tưởng tượng chụp ngược sáng đi nào, ai anh em đây chụp ảnh nhiều trả lời cho anh nghe nào. Rồi mơ màng cũng là một tính chất của đèn sáu đến. Các bạn hiểu được tính chất thì các bạn, việc các bạn áp dụng vào cái vấn đề chụp hay vấn đề Photoshop nó mới hiệu quả các bạn, nó mới hiệu quả. Cảm xúc đúng không? Nó cũng có chút cảm xúc, rõ là một cảm xúc gì đấy đúng không? Nó nhìn các bạn nhìn được mặt không, rõ ràng đúng không? Những cái tính chất đấy các bạn thử liệt kê cho mình cái tính chất của đèn sáu đến xem nào. Bạn nào thử kê khai cho mình có một cái hướng đèn sáu đến, hướng đèn sáu đến, những cái đèn sáu thì mình sẽ gọi ở đâu cũng là đèn sáu nhá. Đèn sáu đến nó có những cái tính chất gì nào? Những cái ảnh ngược sáng đấy, kiểu như trong giấc mơ, đúng rồi. Rất nhiều các bạn kể xem nào, cái đèn sáu đến nó như nào đấy. Đèn sáu đến nghĩa là cái nguồn sáng phía sau sáng hơn nguồn phản trước nhá, cho nó dễ hiểu thì mình sẽ tạo một cái ví dụ, đấy là một cái tính chất của đèn ảnh sáng ngược sáng đấy, nó tạo ra cảm giúp các bạn đấy thôi, đúng không? Hoàng hôn chẳng hạn, đúng không? Thế nó thể hiện cái gì? Tại sao hoàng hôn nó ra cái tính chất, một cái tính chất đấy mà có thể là bình minh nó không ra, mà buổi trưa nó không ra, cái giờ vàng nó không ra bằng cái giờ hoàng hôn đấy, hoặc là ngược sáng bên ô cửa sổ, đúng không? Vân vân thì nó tạo ra cảm xúc gì các bạn? Hoặc là những cái phông trắng ngược sáng và chúng ta không phiếu ấy, các bạn hiểu cái này để khi vào làm Photoshop ấy, có những lúc các bạn phải kích hoạt cái đèn ngược lên, ngược sáng lên, mơ hồ lên, tạo halo luôn để nào tạo ra cảm xúc gì, đúng rồi, mơ mộng nhẹ nhàng, mơ ảo huyền ảo, có sự bí ẩn nữa các bạn. Các bạn đang nói về tính chất nó khá là dễ thấy, còn những tính chất các bạn nhìn thấy được là sao? Các bạn chụp một tên sát nhân đi, một cái bộ phim shadow bí ẩn đủ kiểu thì có phải là ánh sáng ngược không? Một tăng sát thủ đang nhìn xuống đất đi, với ánh sáng ngược này thể hiện cái gì? Sự bí mật, sự bí ẩn, sự khép nép, sự che giấu, không? Những cảnh hôn hít chẳng hạn, những cái bóng hôn nhau đen thui đấy, các bạn chụp ngược sáng nhiều đấy mà, đúng không? Thì nó thể hiện được cái tính chất đấy. Thì nhiều lúc các bạn muốn thể hiện được cái gì à? Nó không bị thô kệch, nó là một cái sự bí ẩn, một cái sự cảm xúc nó che giấu nhẹ nhàng, đúng không? Vân vân. Còn lúc ảnh năng thơ đấy này, ví dụ chụp ảnh năng thơ thì bắt buộc các bạn nên dùng những cái ngoài những cái hiệu ứng Photoshop ra,
cái buổi học về hiệu ứng thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà nói về cái vấn đề ánh sáng này thì các bạn như thế nào, các bạn sẽ đạt được hiệu quả về vấn đề ánh sáng ngược đấy, để tạo ra cảm xúc nó mơ hồ, mơ mang, nó mơ mộng, bí ẩn một chút gì đấy, thơ thần, thì ánh sáng ngược nó rất hiệu quả. Cái việc ánh sáng ngược để tạo ra, chúng ta tạo được những cảm giác trong cái vùng chuyển hay những cái halo, nó tạo ra cái sự thú vị của cái vấn đề đấy, đúng không? Nên khi các bạn chụp những cái bộ ảnh nó hơi hướng năng thơ, nhẹ nhàng, bay bổng, mềm mại, thơ mộng đủ kiểu, thì các bạn hãy tận dụng ánh sáng ngược cho mình, ánh sáng ngược, đúng không? Những ánh sáng ngược, khi các bạn hiểu các cái vị trí nguồn sáng ấy, vậy các bạn trả lời cho mình ánh sáng nguồn sáng cuối cùng nữa đi. Mình sẽ gọi nguồn sáng cuối cùng là nguồn sáng dưới lên. Rồi, nguồn sáng dưới lên. Ở đây mình sẽ vui vui, mình sẽ lấy một cái mà người ta sẽ dùng nhiều. Để xóa đây, mình sẽ dùng đèn này đi cho nó dễ tưởng tượng. Rồi mình sẽ dùng nguồn sáng dưới lên này nhé. Nguồn sáng dưới lên thì các bạn sẽ cho mình một cái trả lời cho mình. Thế nguồn sáng dưới lên là nguồn sáng nói ra cái gì bạn? Các bạn cho mình xem là các bạn hiểu biết thế nào với nguồn sáng dưới lên nào. Nguồn sáng cuối cùng đó đấy, phía trước, phía trên, phía bên, phía sau. Bây giờ phía dưới đi, phía dưới thì nó như nào các bạn? Tính chất đấy nha, các bạn sẽ nhìn thấy cái tính chất lắm nào. Má mì kịch tính hơi ghê. Các bạn nói đi, nói theo cách nghĩ của các bạn. Ánh sáng dưới lên nó thể hiện cái gì? Các bạn nhìn thấy á, che khuyết điểm, sao che khuyết điểm gì nữa đây? Trả lời kiểu gì thanh che khuyết điểm luôn. Dưới lên thì nhìn như má. Sao dưới lên nhìn như má? Kịch tính cả tính mạnh. Góc cạnh, sao góc cạnh được? Góc cạnh đâu? Nó hơi sợ. Đó là cái tính chất ở đây thì Canu nói khá là ổn này. Khá là ổn, một cái chữ là cái cá tính mạnh. Đó, ok. Cái đèn. Đèn có một cái điều thú vị này các bạn ạ. Cái thú vị ở cái đèn ấy, nó không đúng theo kiểu khoa học này, chỉ để khoa học theo cái thói quen và bản năng. Bởi vì con người chúng ta khi mà sinh ra ấy, thì chúng ta luôn nhìn thấy cái ánh sáng từ trên xuống, đúng không? Thì ánh sáng trên xuống là ánh sáng nó thuần, còn ánh sáng dưới lên là ánh sáng nó sẽ nghịch, đúng không? Thì cái vấn đề nghịch này nó sẽ tạo ra cái sự cá tính, má mì, đúng không? Sự gọi là cái sự ngược. Thế vậy trong ảnh cưới có sử dụng được ánh sáng dưới lên không các bạn? Chúng ta lại link đến cái khái niệm mà hôm qua mình đã nói đến các bạn thôi. Chúng ta phải link được, khi các bạn hiểu rõ các cái khái niệm mình nói ra thì các bạn sẽ làm việc rất là tốt. Các bạn sẽ áp dụng vào công việc, các bạn sẽ rất là tốt luôn. Thế mình hỏi là ánh sáng cưới mình dùng một cái đèn dưới lên này có được không? Theo các bạn thì có được không? Các bạn đã từng nhìn thấy những bức ảnh mà chỉ chiếu một cái đèn dưới lên này không? Huy đã thấy chưa Huy? Chơi ánh sáng là phải tìm hiểu nhiều, xem ảnh nhiều vào. Tâm đã thấy chưa? Tâm đã bao giờ thử ánh sáng này dưới lên chưa? Sẽ có những hơi hiếm. Chúng ta sẽ bật lại một khái niệm ngay hôm qua mình đã nói, chúng ta sẽ nhắc lại cho các bạn hiểu rõ hơn. Các bạn đơn giản hóa mọi việc ra. Em chưa thử cái này. Các bạn dâu rễ mai thuy à, dùng sáng dưới lên này.
Các bạn phải thấy rồi chứ nhỉ? Phải thấy rồi chứ. Đây, đây là một trong những cái hướng dẫn của một cái cuốn sách mà mình ở Trung Quốc, cho mình chữ mình sẽ cho các bạn xem. Đúng không? Cái này là đèn dưới lên đúng không? Vậy nó có zoom được không? Zoom được các bạn, zoom được. Và trong đây nó có một cái tài ngày cái mà Canu nói rõ lúc nãy là ánh sáng nó nghịch cả tính mạnh. Không, nó thể hiện cái cả tính mạnh. Thế nó zoom được trong trường hợp nào các bạn ạ? Trường hợp mà khi mà concept của các bạn nó đẹp, nó thời trang, nó cá tính và đặc biệt mẫu phải đẹp. Anh lật lại cái khái niệm hôm qua anh đã nói với mọi người rồi đúng không? Khi mà concept đẹp, mọi thứ đẹp rồi thì các bạn dùng ánh sáng kiểu gì nó cũng thành đẹp. Đúng không mọi người? Thì cái vấn đề ánh sáng lúc này nó chỉ là nghịch thôi. Nó cá tính, nó thể hiện một cái quái gì thôi, bản chất phong cách đẹp rồi. Khi mà các bạn tham gia những cái cuộc shop mà nó setup cho mọi thứ nó đẹp quá rồi thì cái vấn đề các bạn làm gì nó cũng thành tạo thành ra một cái sự sáng tạo cả. Đúng không? Nhưng mà các bạn đừng có áp dụng nhé, bởi vì là các bạn chỉ áp dụng như mình nói đấy, trường hợp mà nó tạo ra một cá tính mạnh, tạo ra một cái sự quái gì đúng không, trong bức ảnh các bạn tạo ra một thứ gì đó quái gì, nhưng mà để làm ảnh kiếm tiền thì sự quái gì đấy thì khách hàng nó book cũng ít đúng không, nên mình sẽ không nên đi theo cái chiều hướng này. Và ánh sáng dưới lên giống như Tâm nói thì chúng ta sẽ dùng phần lớn là gì, để fill, để fill những cái vùng tối ấy, ở dưới lên đúng không, đúng rồi mọi người, mọi người và anh chẳng chỉ lên là phần lớn để phiếu thôi. Còn hỏi có dùng được cho chụp ảnh thời trang ảnh cưới chứ không, vẫn dùng bình thường nha, nhưng mà nó sẽ thể hiện cái sự quái gì các bạn, sự kịch tính, sự cá tính rất là mạnh, sự khác biệt đúng không, đủ kiểu thế. Nhưng mà khác biệt đấy chỉ đẹp với trường hợp là dấu rể đẹp, thời trang đồ được, nó cũng thể hiện cá tính đủ kiểu, thì nó kích hoạt được cái vấn đề concept của bạn cao hơn đúng không. Hoặc là chụp những bộ ảnh má mì dốc cớ chẳng hạn, những cái thằng nhân vật bí hiểm nguy hiểm vân vân đúng không. Đấy thì đấy là những cái hướng sáng mà chúng ta sẽ hiểu cái việc kết hợp nhá, cái việc kết hợp ánh sáng của bạn nó rất là quan trọng, việc kết hợp ánh sáng rất là quan trọng. Các bạn sẽ kết hợp được cái đèn, ví dụ đèn trên xuống, các bạn sẽ dùng cái đèn trên xuống, kết hợp một cái đèn trên xuống giúp mình đúng không? Cái đèn trên xuống là để làm gì, cái đèn trên xuống là để nó gì các bạn, lúc nãy mình nói rồi, đèn trên xuống để làm gì, để nó thật hơn đúng không, nó thật hơn với nhân vật, đèn trên xuống nó thật hơn với nhân vật. Bởi vì như mình nói, đèn sáng trên xuống đấy, lúc đẻ ra thì chúng ta đã được đón nhận từ ánh sáng từ trên xuống rồi, thì những cái nguồn sáng từ trên xuống nó làm cho thật hơn, nó đúng hơn đúng không, nó đúng hơn, thay vì ánh sáng dưới lên nó nghịch hơn, nó sai hơn, thì cái đèn sáng trên xuống đúng không, là nó sẽ làm cho cái nhân vật nó đúng hơn, những gì chúng ta nhìn thấy nó đúng hơn không. Và cái ánh sáng trước là gì các bạn, làm cho chúng ta như nó rõ ràng mọi thứ lên, giống như kiểu là lúc nãy mình có nói đến là cái vấn đề là beauty ấy. Thì chúng ta sẽ việc mà chúng ta sẽ kết hợp mà hai con đèn này lại với nhau thì nó sẽ cho ra một cái ảnh nó đẹp và thật, được chưa, mọi người hiểu cái khái niệm này chưa. Một bên là chụp beauty, chụp đẹp, chụp rõ chi tiết đủ kiểu đẹp, còn một bên thì nó thật, nó lấy nâng lên những cái khái niệm mũi mặt đủ kiểu. Thì nếu như các bạn kết hợp được hai nguồn sáng trên xuống và trước đúng không, hai hướng sáng, hướng trên xuống và hướng trước, thì tạo ra một cái hướng nó nằm ở khoảng tầm giữa này chẳng hạn đúng không, thì làm cho nhân vật chúng ta sẽ như thế nào, rõ ràng sáng sủa và đẹp, và cái khối nó cũng đẹp luôn. Bởi vì cái cỏ đen tiến xuống này nó sẽ làm cho cái khối của chúng ta sẽ có trên khuôn mặt này đúng không. Thay vì vấn đề các bạn là sẽ được học kiểu ngày xưa là sẽ đánh cái đèn một bên hay hai đèn hai bên sáng bằng nhau sáng mặt ăn tiền, thì cái cảnh này chúng ta sẽ giải quyết được sáng mặt nhưng nó không có bị đều, mà nó sẽ có cái khối rất là đúng đúng không, nó không bị nghịch. Nên chúng ta có đèn tiến xuống đúng không, cái việc kết hợp ánh sáng với nhau chúng ta sẽ cho ra được cái nguồn sáng đấy.
Ok, mọi người có cái khái niệm gì về ánh sáng chúng ta sẽ giải quyết, còn không đã sẽ kết thúc buổi ánh sáng đây. Mọi người sẽ chỉ nhớ cho mình khái niệm lại giúp mình ánh sáng gồm có những cái kiểu gì, tính chất của ánh sáng của từng kiểu, để rồi khi kết hợp chúng ta đi chụp cái buổi này thì sẽ link được cho bạn quá trình chụp chúng ta sẽ sử dụng ánh sáng cứng hay mềm, đúng không? Chúng ta sẽ dùng nguồn sáng nhỏ hay to, để xa hay để gần, để bên hay để từ phía sau hay phía trên xuống, vân vân, đúng không? Rồi khi mình link vào việc Photoshop, chúng ta sẽ sử dụng với cái yếu tố sáng mềm này để làm gì? À, để khi mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái concept đấy, nó thể hiện được cái gì? Tính chất thời trang, tương phản, cá tính, thì chúng ta sẽ đạt hiệu quả với ánh sáng như nào? Ánh sáng cứng, đúng không? Cái ánh sáng cứng thì đòi hỏi nào? Các cái khối việc nó rõ một một, đúng không? Còn cái ánh sáng mềm thì nó sẽ như thế nào? Em sẽ để nào, đúng không? Không, mọi người hiểu hiểu rõ cái này chưa? Để cho anh em cho mình câu cho mình kêu trả lời cho anh em hiểu rõ chưa, và để chúng ta link dễ hơn khi làm Photoshop, đúng không? Có những lúc chúng ta phải cứu những cái vùng này, có những lúc chúng ta phải giữ lại, và chúng ta phải nhấn những cái vùng sáng tối này để tạo ra hiệu quả, đúng không? Mềm hay cứng trong bức ảnh, đơn giản thôi, chúng ta chỉ nhớ hai cái khái niệm để cho mình là được. Được chưa? Nó có dễ hiểu hơn không Huy? Dễ hiểu hơn ánh sáng nó control nó dễ hơn không? Canu có phong chụp chưa nhỉ? Anh thấy phần lớn toàn chụp ngoài cảnh, nhưng không biết là đã có phong chụp chưa? Hay là mới chỉ tìm hiểu trên mạng mà thấy cũng tưởng tượng khá là tốt. À, có phong chụp rồi á. Nó dễ mà, cái việc kiểm soát đen nó dễ mà. Tháng 7 em mở phong chụp lớn na, mày đầy giá mày gì mày cũng mở được. Em chụp phong hơn một năm à, chắc gì mà cũng hiểu nhiều như thế. Chắc gì mà cũng hiểu nhiều như thế cơ mà. Ánh sáng nó cũng khá là dễ Huy à. Huy chơi thời trang nhiều đúng không? Beauty nhiều đúng không? Vì tí nhiều thì sẽ dùng rất là nhiều cái loại cả tính đó. Mà có một số cái đèn hiệu ứng như lúc nãy của Canú hỏi thì chúng ta chỉ mua. Em mua những cái đầu như ô T1 đấy, nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng ánh sáng, cửa sổ hay là ráy hay là những vệt sáng vân 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 vân. Em cũng chuẩn bị vào Sài Gòn mở studio à? Thế thì Huy liên lạc với Tâm. Tâm cũng ở ngay quận 1 đấy đúng không hả? Hình như ở quận 1 đấy. À, kiểu em đang bị chán đó anh, tại em chưa dám chơi đen kiểu tương phản lắm. Như kiểu chụp bóng như lúc nãy, tương phản hay mà, bọn nước ngoài mới thích tương phản, em làm ở nước ngoài em chơi kiểu đấy chứ. Còn chơi với khách Việt thì nó sẽ chơi giảm tương phản hơn một xíu. Phụ nhân với gom vấp à? Gom vấp à? Nhà em đầy đủ hết đen và đồ chơi mà em an toàn quá. Các bạn đừng có an toàn, các bạn vượt quá cái khung an toàn cho mình. Các bạn nên phá cách bởi vì cái đen rất là thú vị, đúng không? Chơi ảnh đừng có an than quá, chơi phá lên, phá nhiều thì các bạn mới có nghĩ nhiều được. Bởi vì nó phá là như này này, ví dụ nhá, ví dụ lên là cái cách phá này, giả sử cũng là trên xuống và dưới lên đúng không? Thì đấy, như này là trên xuống và dưới lên đấy, như này đấy, ví dụ như phong anh chụp như này đây, mọi người sẽ nhìn đây là cái cách chụp ảnh phong của anh nhà này đấy. Rồi nó sẽ
Sẽ tăng cái đèn này lên rồi đúng không? Cái đèn này đèn gì đấy ta? Đèn gì mà sao yếu quá vậy? Thêm cái đèn gì cũng 1000W đi cho sáng đi. Đấy. Đấy các bạn. Thế mình tăng ISO lên được. Đấy. Có đúng là vẫn là trên xuống bây giờ lên và nó còn lệch sang một bên nữa không? Nó đáp ứng được ba kiểu đèn của mình không? Một là trên xuống này. Đúng không? Hai là cái này sáng này nó đập vào cái tường đối diện này này. Nó sẽ phiêu vào. Là trước mặt đấy đúng không, và nó đáp ứng là đập bên tường này nó sang một bên này thì cái khối nó vừa có cả khối dưới cổ vừa có cái khối bên này cái bóng bên này đúng không, và nó có phiêu được cả tất cả những cái phần tối sáng tường này thì đấy có phải là cái cách nó kết hợp được cả vừa trên xuống vừa phiêu thẳng mặt vừa một bên sang không? Đèn xịn với đều khác gì nhau à? Ngoài công suất, một là anh chưa có tiền mua đèn xịn đấy này, đèn xịn với đều thôi mà thằng Tấm nó có mà nó cũng chả biết nói thế nào cả, bảo nó chụp hai cái gửi file cho anh xem mà nó không có gửi, thành ra là tương lai cũng phải mua một con xịn xịn để về hiểu rõ nó hơn, cùng làm về chả thấy khác gì cả thì bản lại đi lỗ khoảng tầm 10 triệu để chơi thử cho biết coi đèn xịn nó khác gì đúng không? Các bạn mình chưa được dùng các bạn, bản thân mình ngày năm đầy ca nhận được mình chưa có đúng không, ví dụ gấu đốc về về quy tí đấy ạ, không cần chỉnh hẳn. À mình sẽ nói về phân khúc Huy nha, phân khúc thì mình dám khẳng định các bạn luôn, các bạn cứ tưởng tượng là phân khúc mà tâm cứ ví dụ cứ 10 triệu xuống thì nó như nhau, mình trả lời như thế cho các bạn dễ hiểu, nó khác nhau chỉ là cái công suất về một chút gì đấy thôi, nó không đáng mấy bởi vì cái chỉ số mà gọi là chỉ số cái đấy gọi là chỉ số gì ta, chỉ số này chỉ số nó nhiều là nó trung thực à, không biết nó chỉ số gì các bạn dễ hiểu cái thật gì mau ấy, hả, chỉ hoàn số mau ăn à, mò. chỉ số này giống như trung thực ấy, cái độ trung thực nó cao hơn, hoặc là cái chỉ số giống như mà nó sẽ không làm cái hình ảnh các bạn bị vỡ cái chi tiết đấy, vân vân với nhau hơn đúng không con, mấy cái tâm ở dưới phân khúc mà đấy mình thấy nó như nhau cả, kiểu phân khúc chỉ số hoàn mau đúng không, CRI đấy. Thì hầu như là các bạn cứ xác định là cái tầm phân khúc đấy thì nó như nhau, còn nếu mà trên sách vở hoặc là một đâu đó nhiều bạn cũng nói mà chỉ số hoàn mau đấy mà nó cứ trên khoảng 95 hay 98 như đấy thì mình chưa được dùng những cái đèn đấy đó. Những cái đèn này mình chưa được mua thật, mình chưa được dùng những cái đèn mấy chục triệu, mình chỉ dùng cái đèn đắt nhất có 5 triệu mấy á, thì làm sao mà chia sẻ các bạn những cái flash nó hàng chục triệu được, không thể nói phét được, miễn sao mình có những cái đèn để mà mình dùng vẫn tốt là được rồi đúng không? Anh có gợi ý kiểu đèn nào với mấy dạng khó nhái như béo quá không á? Béo mà xấu thì cũng khó đấy. Thôi cố gắng cứ chụp cho đúng bản chất của họ béo và xấu thôi chứ còn rất là khó để nhái, quán nằm về nản bóp thôi. Béo mà đẹp thì cũng dễ, dễ hơn. Tốt nhất là thực ra là quan trọng là người ta thích thế nào, người ta thích với kiểu nào, người ta thích theo kiểu mềm mại cá tính đó. Thì cái đèn đến xuống này nó sẽ làm cho mặt nó sẽ gòn lại, hướng đèn đến xuống đúng không, đừng có chụp hướng đèn thẳng mặt quá nó sẽ càng béo càng béo, còn hướng đèn một bên thì nó sẽ có một cái khối hơn nhưng mà nó cũng lồ béo, bởi vì hướng đèn một bên nó rất là thật, nó cho mình nhìn thấy là mặt nó chả có cái khối nó gò, chả có cái đường cong nào cả, không nên cái đèn tiến xuống lên chắc chắn là nên có, bởi vì nó sẽ làm cái mặt nó nhỏ lại một xíu, mũi nó cao lên nó lôi lõm hơn tí một tí thì đèn tiến xuống là nên có, chịu gửi cái đèn đấy, còn các đèn còn lại thì những cái đèn bổ trợ thôi, anh định mua hai cái tản to 3x3 của trên veo chính cũ có ok quá ok Huy ơi, anh muốn con không có, anh chỉ có cái mà 2m 2m4 à 5 triệu mấy ấy. Em mua loại 3m 3m quá quá tốt luôn, cái tầm này siêu tốt nhá các bạn ạ. Tại sao mà mình dày hay cả workshop mình không đem ra dùng
mình không đem ra dùng các bạn ạ, bởi vì là nó liên quan đến vấn đề là mọi người không có. Cái tấm này phải mua ở Trung Quốc cơ, hầu như nó không có, phải đặt hàng. Cho bây giờ như các bạn cái này có 21, còn cho các bạn có những cái hộp đèn này nữa thì sao các bạn? Các bạn có những cái hộp đèn này còn kinh khủng nữa, các bạn đấy, các bạn có cái hộp này còn gì nữa mà nói các bạn, thiếu gì cái cách để chúng ta dùng đồ chơi. Các bạn làm một cái hộp này thì các bạn chụp bét tay nhè luôn, chụp mà chụp dạng lookbook thời trang ảnh cưới hay là các bạn chụp ấy thì nó quá quá là nó chiếu quá các bạn, mình để nó chiếu quá. Còn chụp cái này nó làm gì nữa, còn cái này chụp ngang thế này các bạn, như thế này nó quá mềm luôn đấy, như này rồi quá quá đỉnh rồi. Các bạn chỉ cần thêm một cái tấm xốp này nữa, mình sẽ dùng một tấm xốp này nữa thì ví dụ như các bạn sẽ đi vào quá rồi ta xốp mà nói đâu xốp rồi, rồi sau cái xốp này đã sao nó cho mình chỗ này đã. À, quên tầm tầm sốt kia chứ. Thế nha. Đây này một bên này, đánh như này luôn này, ảnh cưới. Bây giờ mình sẽ set up cho các bạn một cái ảnh cưới với cái này này. Rồi mình sẽ dùng tầm sốt này. Đấy, ảnh cưới như này, hỏi đẹp không? Quá đẹp luôn các bạn. Chơi mình xíu. Sẽ cho các bạn thấy được cái ảnh cưới như này, quá đẹp luôn. Đào ta. Rồi đấy như này thôi. Set up như này để cái số lên được. Đấy cái khối này nó còn êm, nó còn tạo khối được bên nó khá là dịu. Ánh sáng này mình cho trực ra sau luôn cũng được này, giả sử mình có cái này mình chụp nhiều kiểu lắm đấy, nó khá là êm. Mai mua luôn anh, làm bốn góc luôn, hai người đi anh, bỏ hai người vô được không anh? Được chứ, hai người à, để mình sẽ làm cho thêm thanh niên này vào nữa cho tình cảm nào. Sao cái hai thằng này nó thích giơ tay thế nhỉ? Còn giơ tay nữa màu đen gì mà sợ vậy? À, thằng này một da trắng da đen, các bạn bỏ con da đen này đã nhá, để các bạn tưởng tượng cái con này da đen này nó hơi hút sáng. À thanh niên, thằng nào làm ra phần mềm này cứ giơ tay đấy. Này thằng này kiểu yêu thích bộ môn giơ tay quá vậy. Còn cái đèn bên này thì nó quá khủng các bạn, con lúc nãy nó da hơi đen còn lúc nãy da nó hơi đen thành ra chỉnh sơ tái cho mua đen được à? À để xem sơ tái mô ta. À, đấy mỗi ảo thôi mà cử chỉ đâu ta. À po đây có po các bạn ạ. À đây, thank you. À rồi ok easy rồi, đến màu nám nào, thấy thế nhở? Mình không dùng cái này các bạn ạ, mình chỉ dùng để rảnh sáng thôi. Rồi thời trang vách cái đấy chết cười vì mấy cái thằng phần mềm này ghê đấy. Xuống tí cưng, anh cho cưng xuống tí nữa. Rồi nhìn model cho mọi người thấy chắc cũng model luôn. Nước mắt nước mũi chảy các bạn ạ. Lần đầu mình đổi dạng cái mẫu quản, với mình chỉ chạy ánh sáng thôi. Nhưng mà cái hộp này nó quá đỉnh các bạn, cái hộp này không có mà mua, chắc phải làm các bạn ạ. Cái hộp này bây giờ mình sẽ chế kiểu này này. Nhắc đến cái hộp này thì chúng ta sẽ có một cái tầm tầm diffuser lớn nhá. Cái này ý của, để mình xem là cái đấy là cái nào ta, cái đấy là cái nào, nó không phải tầm đấy thì tầm nào không có trong này à? Hôm nào có ta, có cái tầm 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 to đây không có à, để coi có ông Huy nhé, cái đấy thì cực ngon luôn nhé, cái to đấy thì cực ngon luôn Huy ạ. Nhưng mà ở đây sao không có ta? Reflector đây này, không phải là cái này này, cái này là đúng nhất này, nhưng mà sao nó văng khe này vậy ta? Đây 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 đây, không bình tĩnh mà trong silver gold silver, để chơi mình xíu nha, mình sẽ phải làm này. Đây là một cái tầm diffuser đúng không, là đúng này, cái theo tên nó là đúng này. Rồi nó sẽ đúng là cái này luôn này, cho mình xíu. Cái tầm này thì quá ngon đấy các bạn. Rồi ở đây mình sẽ đặt một cái ố này, thế nó sẽ ra giống như cái vừa rồi thôi. Đây, cái này thì quá ngon đấy các bạn, chẳng qua là không có tiền mà xài thôi chứ. Một xíu ngon rồi mình sẽ làm thêm thằng ố nữa mày. Vào đây với anh.
ở đây phở lạt à, nói chung là hơi hơi phức tạp với thằng này, hơi buồn cười thì, nhưng mà thôi vui là được các bạn, vui là được. Chúng ta sẽ ở đây mình sẽ dùng cái ô này, mình thích một cái nguồn sản khá là mềm, tôi dùng thêm cái này đi, nhà có điều kiện mà dùng nhiều vào đấy, ngon quá ngon luôn. Thôi mình sẽ đẩy xuống nha, cái nguồn sáng 6 này. Đây với nguồn sáng này nhé, ví dụ như các bạn nguồn sáng này mình sẽ dùng khoảng mình sẽ dùng cái 60 chẳng hạn để mình sẽ control được cái ánh sáng hơn nhé. Cái này nếu mà các bạn có cái đấy thì nó ngon ngon nữa. Đây ví dụ như này đi. Ôi trời, gì đây, gì đây, múa nữa các bạn, nó mắc đấy, nó vừa khối vừa đẹp. Rồi mình sẽ cho một cái tấm tấm chắn đen đi, mình sẽ không thích nó xuất hiện ở như này. Đấy, vừa khối đẹp chưa? Nghĩa là cái tầm tàn to này thì nó quá ngon đó các bạn. Cái tàn to này là mình sẽ dùng được rất nhiều trường hợp, nó khá là thú vị nhá. Ở đây chúng ta sẽ chỉ hiểu hiểu các cái đồ chơi thôi. Khi các bạn có những đồ chơi các bạn làm được nhiều thứ lắm. Kể cả tầm này này. Rồi đến mình sẽ bỏ cái này nhá. Ô hay du là sao ta? Ô du là một mà. Chỉ là tản sáng hơn hay ấy hơn nhá. Đấy nhá, ví dụ cái này này. Cái này các bạn dùng như này còn ngon nữa này. Đấy. Như này nhá, như này này. Đấy, mình sẽ để như này này, nếu mà như này là còn đã hơn này. Các bạn có được cái này các bạn chơi sướng lắm. Các bạn có cái này các bạn chơi cực sướng luôn. Mình không thích cái hai này, phòng mình rất là nhỏ. Khi mà lắp lên lắp xuống nó rất là tốn kém. Cái đồ chơi mua cả chục triệu cũng rất là tốn kém. Khá là tốn kém. Đây, nếu như mình mà chơi ảnh cưới mình còn thích đánh kiểu này còn này. Bố của đẹp luôn, mềm bố của đẹp. Đây các bạn. Đây, siêu mềm siêu đẹp. Đấy, kiểu này. Đó. Đấy. Ê, các bạn hiểu chưa? Chơi kiểu này thì chả đẹp luôn. Ánh sáng siêu mềm siêu đẹp. Nhưng mà khi mà dừng cái chân này rất là phức tạp. Cứ dừng lên rất là đau đầu các bạn ạ. Chứ đánh kiểu này nó quá ngon, quá êm, quá mềm, quá sườn luôn. Chụp ngược như lúc đầu, chụp ngược quá được luôn. Cái tầm này các bạn mua những cái tầm này thì các bạn dùng được rất là nhiều trò chơi, cực kỳ nhiều trò chơi luôn. Rất là nhiều trò chơi, chụp ngược quá ngon luôn. Chụp ngược này quá ngon. Lần đầu dùng mấy kiểu này các bạn ạ. Ê, hai thằng ra đây anh nhờ thì cứ ngay. Hai thanh niên kia rồi, đây. Rồi, đèn là sao này mày. Đây, anh ấy cháy mất rồi. Sáng à, mình sẽ quay được mà ta. Quay đâu ta? Quay đâu? À đây, xuống dưới em. Quá đỉnh. Cái tầm này vẫn nhỏ thế nhỉ. Rồi, quay thằng này. Xanh điều thế nhỉ. Mày nào. Đấy, ánh sáng này quá đẹp. Ánh sáng quá đẹp. Rồi, chờ mình xíu nha. Cái này để cho các bạn dùng ngược sáng được này. Để mình thằng tường này nó ăn hay sao vậy. Cái này mới cho hai dâu rể hôn nhau cả nhà. Có không ta? Thằng này hơi buồn cười đấy. Mình xem có kiểu vậy. Ui giời, vô tóc. Cho em bắt đầu con em thôi, con em phải đứng sao cho hấp dẫn đấy nhá. Con em đứng kiểu gì cho hấp dẫn nè. Kiểu này cũng hơi hưởng kiểu. Rồi. Vui thôi nha, cái này vui thôi, đừng có vui quá. Vui quá. Rồi cái tản này này, cái cây tản này nhá, cái tản này nó rất là, cái TV chơi này rất đẹp, các bạn để đây cũng được này, các bạn cho đen ở đây cho mình này. Rồi ta đây này, rồi cái máy ảnh cho nó trước không nhận nhìn thấy dấu rể đâu. Đấy, ánh sáng nó rất là mềm nha các bạn, nó đi qua tầm tản này nó cực mềm luôn, nó không bị cứng đi nào luôn, nó không chả có cái gì mà thấy cứng luôn.
nó mềm đến cái độ siêu mềm, nghĩa là các bạn nguồn sáng các bạn càng to mà đúng không, cái lý thuyết ban đầu chúng ta nói rồi, nguồn sáng càng to đấy, càng lớn đó, thì tạo ra cái tính chất ánh sáng nó càng mềm đúng không, mọi người hiểu rõ cho nên cái đồ chơi của chúng ta chỉ là như tất cả những cái thứ chúng ta có, chúng ta mua, chúng ta tạo nên để mục đích chúng ta sẽ tạo ra được cái nguồn sáng, hình ảnh của nguồn sáng nó to nhỏ tròn mèo vuông vằn đủ kiểu nhá, là do cách chơi của các bạn. Cái này ok không anh? Ok em ơi, cái đấy đấy, nhưng mà cái đấy thì anh nghĩ là khoảng tầm 1,5 mét thôi. Cái tầm đấy anh nghĩ được máy được khoảng tầm 1,5 mét, 2 mét là nhiều, 1,5 mét, 2 mét thì phải. Nhưng mà cái tầm của anh ở nhà là 2 mét, 2,4 mét. Còn của Huy nói là đang đặt mua cái 3 mét nhân 3 mét thì quá đã luôn, dùng đủ thứ để chơi luôn, nhưng mà phần lớn là để dùng chúng ta chụp được mềm hơn, chụp được đã hơn. Đây giờ mình phân tích các bạn này, giả sử mà đây mà chụp ảnh beauty ấy, các bạn chụp ảnh beauty hoặc là các bạn chụp ảnh gọi là ảnh thẻ, ảnh doanh nhân ấy, ảnh thời trang cái đấy mà các bạn chơi kiểu này thì chết luôn, các bạn chơi kiểu này đúng chết luôn. Đấy, ảnh các bạn ạ, các bạn chụp cái trên xuống như này này, các bạn ốm thế này này đúng không, phế quá phế chứ, cái tầm này chụp sản phẩm bố của phế, chụp gọi là chụp ảnh thẻ thì mắc phế luôn. Mua cái này về chụp ảnh thẻ thì gọi là báo đẹp, báo đẹp, báo đẹp, báo đẹp. Thích thích kiểu dạng đều mềm hơn nữa, cho nó thêm cái nữa, cho nó thêm cái nữa đi. Đấy, đã chưa, xong lôi ra tận ở ngoài sau luôn đó. Nó bị ăn vào lúc đấy. Nó như này đi, nghĩa là các bạn dùng các nguồn sáng sau này nó càng lớn thì nó đập sáng nó càng đã nữa, và nó rất là mềm đúng không. Thì việc các bạn cái thiết bị ở đây chúng ta có thì chúng ta sẽ cố gắng sử dụng được nhiều hơn đúng không. Các bạn mà mua những cái thiết bị này thì các bạn dùng được ánh sáng càng đẹp hơn nhé, siêu đẹp, dùng được nhiều trường hợp, và nhất là rất là hợp với, phù hợp với cái cách chúng ta đang kiếm tiền bây giờ, nó rất là ok, sáng đều rõ ràng, mềm mại, chi tiết đều từ trên xuống dưới luôn, từ đỉnh đầu đến bàn tay cũng là ánh sáng trên xuống, nhưng mà nó cho chúng ta độ chênh lệch khoảng 10,9,5 luôn các bạn ạ, thành ra cái độ đều rất ổn và cũng là trên xuống nên các cái bóng nó vẫn có. Đấy, những cái vật sáng con phân lớn như chúng ta không có những tầm tản này á, chúng ta mà không đánh tầm tản này này thì khi ánh sáng nó trên xuống nó sẽ phân dưới này nó sẽ tối hơn rất là nhiều do khoảng cách xa kiểu đấy, nhưng khi chúng ta dùng tầm tản này này thì nguồn sáng lúc đấy chúng ta phạt luôn cả từ phân dưới này hay phân trên này thì nó sẽ mềm hơn. Ok, chuyển liver nữa đó, các bạn hiểu vấn đề không, các bạn tạo ra được cái nhiều nguồn sáng, cái hình thức, cái hình thù vân vân thì là càng hay hơn. Không, nhiều bạn mà thích thích những có những cái tấm chắn, các bạn có những cái tấm chắn nó ra thì nó cũng tạo ra cái hình thức nó khác nhau mà đúng không. Các bạn chắn, các bạn nhiều lúc nghe bạn thì chắn lên, thích chắn bớt đi, vân 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 vân. Nhầm số 2 à. Ánh sáng nó dễ mà, mình thấy ánh sáng nó cực dễ luôn, siêu dễ. Rồi mọi người có gì thắc mắc về vấn đề ánh sáng nào, mọi người có thắc mắc về ánh sáng được không, nó dễ mà, nó chỉ là những cái trò chơi thôi mà, tưởng tượng được luôn. Trước khi bỏ đèn chúng ta tưởng tượng luôn, chúng ta có thể mở ảnh ra để tưởng tượng. Mình đã được tưởng tượng. Được rồi anh em có vấn đề gì thắc mắc ánh sáng được không, hay chúng ta sẽ kén dừng lại buổi hôm nay ngày mai đến với quả màu sắc. Được rồi Huy, Cà Nú, Đức Trường, được rồi Hoan, Hải Đạt, đủ kiểu nào. Anh em có cái gì thắc mắc ánh sáng hay cần mình nghĩ nó đơn giản, cứ đơn giản hóa mọi công thức cho mình, đừng có phức tạp, tất cả mọi cái đều tạo ra được.
cái mà mình chưa hiểu rõ là mình chưa dùng cái đèn xịn, đèn xịn nó sẽ có kinh khủng thế nào thì mình chưa được dùng. Tương lai mình cũng sẽ mua và sẽ review, sẽ cố gắng để nói rõ hơn bằng cái cách chơi của mình. Vì trên mạng mình thấy các bạn cứ nói đâu 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 đâu, nói rất là khó hiểu. Nó khó hiểu quá vì bởi vì là nhiều kiến thức quá. Cứ nói đâu đâu toàn ngôn từ tiếng Anh đúng không? Cố gắng sắm dân thôi anh à, không cần lại nói sắm dân là sao, anh có dạy em mà mua cái này đâu. Nhưng mà sắm dân một cái ô này nhá. Đây, cái hiệu quả nó ra gần như là tương đối. Thì tại sao mình phải đau đầu về đây, có tiền thì mua không gói thôi chứ không phải phức tạp lắm. Đâu ta? Ôi, cho thằng đi bay luôn đấy nào. Đâu rồi ta? Đấy. Cái ô này mua có 750 à. Nó không phải to như cái kia bởi vì các bạn chỉ chụp một người thì các bạn nguồn sáng các bạn không cần to lắm bởi vì nó to hơn nữa nó cũng không ăn vào những cái chỗ ở đây à. Còn các bạn chụp hai người thì cái ô các bạn thay vì 1,5 m này các bạn mua một cái ô 1,8 m đúng không, thì nó ôm được hai người. Còn nếu các bạn chụp gia đình mà muốn ánh sáng mini như thế thì các bạn phải dùng cái tấm tản to như vừa rồi để ánh sáng vẫn như thế này mà áp dụng cho gia đình, hoặc các bạn chụp studio các bạn gồm khoảng 10 nhân viên đúng không, chụp một cái tập thể nào đấy thì nó quá đã luôn khi các bạn dùng những cái diffuser đấy đúng không, hoặc là các bạn như thế nào không có để mà không có cái tiền để mua khoảng 5-6 triệu đấy thì các bạn dùng như nào, mua đến 5-6 cái ô thì khoảng tầm chục người đứng vào nó cũng sáng đều như vậy đúng không. Cách dạy của mình là muốn mọi người đơn giản mọi thứ ra, không phải phức tạp để phải mua những cái thứ gì đắt đỏ cả. Và cái đèn mình đang dùng là mình đang dùng những cái đèn zin bấy nó cũng chỉ có 3 triệu, 3 triệu rưỡi nha. Mua cũ khoảng tầm triệu 7, triệu 8 đây á. Mình vừa rồi còn mua một cái bộ có mấy triệu á, cả chấn, cả đèn, cả support, cả đủ kiểu. Không, nên những cái này là các bạn đơn giản hóa khái niệm cho mình. Đúng không? À, ánh sáng bên này đẹp thật, cái ô này nó đẹp thật, cái ô này quá đẹp đúng không? Mai mua cái có 700 á. 700 nghìn cái có gì đắt đâu mà các bạn phải phức tạp, biến cái nguồn sáng các bạn to lên bởi vì ánh sáng của các bạn ở nhà nó đang rất là mềm, nó rất là nhỏ, à quên, rất là cứng vì nguồn sáng rất là nhỏ, các bạn chỉ có những cái support 60 90 thôi thì rõ ràng là nó không thể nào mềm được, nó chỉ mềm bằng cái việc các bạn dí gần vào, các bạn ôm vào rồi các bạn dùng những cái tấm xốp chắn thôi, nhưng vừa chụp hai người thì bắt đầu nó đã bắt đầu hơi cứng rồi đấy đúng không. Nên cái vấn đề là chúng ta chỉ đầu tư nó làm thế nào để hoặc là 60 90 các bạn chỉ có một 60 đúng không? Đơn giản. Các bạn chỉ có một cái cây 60 90 đấy. Các bạn chỉ có một cây 60 90 đi. Đây, ví dụ nhà Đạt chỉ có cái này chơi luôn, đánh như thế này đi. Đánh như này đi. Đó. Được chưa? Đánh như này đi. Đó. Rồi khép khẩu lại luôn, khẩu 8 luôn được. Đó, mềm đẹp chưa? Nó cũng thế á, tại sao mà mình phải đau đầu về vấn đề là mình chả có thiết bị, mà vấn đề chúng ta đang học để chúng ta hiểu rõ được cái căn bản và chúng ta sẽ tạo ra được. Đây bây giờ thì nguồn sáng của em to chứ, quá to chứ, nó nguồn sáng của em là nó ôm từ cái phần nhà này ôm sáng những cái chỗ mà đen nó chiếu sáng ấy. Nguồn sáng của em bây giờ là một cái support khoảng tầm bao nhiêu ta, ví dụ cái trần này ví dụ cả 3 mét đi thì cái độ rộng của nó đến bây giờ từ đây đến đây cũng phải tầm 4 mét đấy, của em là một cái tầm 3 mét 4 mét mà nguồn sáng của em bây giờ là 3 mét nhân 4 mét chứ không phải là 60 90 nữa, hiểu chưa nhỉ. Thì cái cách chúng ta tạo ra bằng những cái gì chúng ta có không, còn có mà mua thêm thì chúng ta sẽ dễ tạo ra hơn, chúng ta không bị phụ thuộc vào cái vấn đề là phòng ốc hay là không gian nữa đúng không. Cái các thiết bị để giúp chúng ta nó đơn giản hơn thôi chứ không phải là phải có nó mới làm được, tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể đồ ra được mà. Ô, mọi người hiểu cái này đơn giản cho mình. Như bạn nói ui tường em ốp gỗ bọc vải trắng vào, nó cũng là màu trắng và nó sẽ phản xạ lại ánh sáng, cái độ phản xạ của nó như lúc cũng là êm hơn đấy, từ khi nó hờ thì nó cũng tiệt tiêu, nó cũng tiêu bớt một ít ánh sáng, thay vì thế nó sẽ đầy lên như đây. Cái này mình đang để tầng ấy mà đúng không, khẩu 8 mà. Không, chúng ta tương đối nhưng nhiều bạn phải bảo là bây giờ em cần chụp khẩu hai mấy, hay những câu hỏi này thì nó không thể, ví dụ em đang muốn khẩu 32 thì số của em người ta chỉ cho phép khoảng 250 thôi đúng không, thì lúc đấy như thế nào mà lúc đấy là đòi hỏi các bạn phải dùng một cái đèn đúng không? Một cái đèn công suất nó cao lên, nó phải là 1.000 W chẳng hạn hoặc là hơn nữa
đúng không? Và các bạn phải đảm bảo được nó, còn là các bạn sẽ dùng chấn, dùng chấn để chụp tốc độ nó thấp lại đi. Chấn ở bên trong phòng này chụp flash đang lên đèn lên flash, đèn flash thì nó không khác gì cả. Các bạn sẽ dùng một cái đèn nó quay lại, đó quay lại, rồi các bạn sẽ dùng một cái tấm xuất điều hòa, ví dụ như yêu cầu thế, còn không thì phải mua cái đèn gì nữa. Đó, thay vì cái đèn lúc nãy chỉ có cái đèn 500 thôi, bây giờ chúng ta phải đèn dùng đèn cao hơn, đúng không? Và chúng ta đạt được cái yêu cầu đấy là chụp cửa khẩu 32 đó, thì gọi là những cái ví dụ người ta yêu cầu cao hơn nữa, mà những cái đồ mình không có thì phải mua thôi, nhưng mà ít khi chúng ta gặp phải ảnh dịch vụ chúng ta không bị yêu cầu những cái điều khắt khe như thế. Cũng giống như cái lén của các bạn không có được khẩu 32, các bạn phải mua lén thôi, cho những thứ đấy chúng ta không thể tạo ra được, mà chúng ta chỉ tương đối thôi, tương đối, và chúng ta sẽ tạo ra sự tương đối đấy. Như lúc là có thể không 32 nhưng mình có thể chụp ở tầm 21, tương đối thôi. Như lúc cái ánh sáng của mình không đạt được 5 thì như lúc được 4 cũng được, về chúng ta có bổ trợ được Photoshop mà, đúng không? Như lúc nó mềm 10 thì thôi mình mềm 8 cũng được, nó cũng tạo ra sản phẩm đấy. Miễn sao là nó mềm, chứ còn nó mà mềm còn có 6 nữa thì câu chuyện nó bắt đầu nó khác. Thì việc chúng ta tạo ra một cái 8 nó đơn giản hơn là chúng ta phải vật lộn để tìm một cái 10. Thì việc hiểu để chúng ta tạo ra những thứ mà chúng ta có và chúng ta có thể sở hữu được, chứ đừng có tạo ra những cái mà chúng ta không có, tìm đau đầu làm gì, vất vả, đúng không? Đó là cái cách mà chơi sáng của mình. Đây là một cái các bạn, nếu như các bạn nhớ đi, các bạn nhớ lại cái cách chơi ảnh của mình, các bạn nhớ cái thời mình chơi xoay tròn đúng không? Xoay tròn dùng thế này các bạn, xoay tròn dùng Hasselblad H6 đi đấy, thì cái body của nó cũng hơn tỷ rồi. Và đèn toàn đèn bronze color cả, toàn 800L đủ kiểu cả. Đi ra ngoài cảnh chụp rầm. Thì mình thời đấy mình cũng hay đi chụp lắm, để mình xem con ảnh không. Thời đấy mình hay đi chụp, các bạn cũng biết rồi, các bạn biết được là ngày xưa mình cũng fan của xoay tròn rồi. Và lúc đấy mình dùng, các bạn mình dùng 5D4. Đầu tiên mình dùng Sony A72 thôi. Mình dùng đấy đúng không? Mình dùng rồi mình sẽ đi chụp và mình rất là thích xoay tròn. Nhưng mình không có những cái đấy, và cái đèn mình ở ngoài thì mình cái đèn ở ngoài thì mình chỉ dùng mỗi con đấy à. Đèn ở ngoài thì mình dùng mỗi con HD600 của Zinbei. Rồi sau này thì có thêm quả AD600, đúng không? Mình không có bronze đâu, nhưng mà để mà thực ra mình tương đối đi, và mọi thứ mình cũng tạo ra được mà. Mình chả nhớ năm đâu ta, mọi người chờ mình xíu, mình có còn bao nhiêu bộ, mình sẽ cho các bạn xem chụp bằng những con máy nó rất bình thường, những đồ chơi rất bình thường mà vẫn cứ chơi được thôi, đúng không? Không biết nó nằm ở đâu, chờ mình xíu nha, mà vẫn cứ làm bình thường à. Giờ mình ảnh mình toàn vất đâu không à. Quay lại những bộ ảnh ngày xưa nó rất là buồn cười. Ừ, năm 17, 18 chuẩn đấy đấy. 17, 16 thì đúng hơn. Chả nhớ nó lọt ở đâu nữa. Vấn đề cốt lõi là kiến thức không, các bạn sẽ nghĩ đấy thôi, để mình chém là mình sẽ cho các bạn xem những bộ ảnh nó lâu lắm rồi mà. Để tìm đâu ta, nhiều lắm. Cái thời 27, 26 của mình là cái thời chơi kiểu đấy, là mình chơi kiểu xoay tròn là 26, 27. 26, 27 là cái đợt mình chụp chơi đèn ngoài trời nhiều nhất. Đúng rồi. Mình sẽ các bạn xem, chỉ chụp bằng những cái con máy, con lén và con đèn rất là tởm, chả có gì cả. Thôi chứ ở trên YouTube mình có thì vậy, nhưng mà mình sẽ tắt nhạc, bởi vì YouTube đấy là dùng cái nhạc của nó. Mọi người chơi mình xíu nhé. Dùng nhạc của nó thành ra là nó hơi buồn cười. Để mình tắt nhạc cho các bạn. Cái ngày xưa mình chơi nhiều mà, anh em thấy mình chụp ngày xưa hậu trường nhiều lắm, chụp bao nhiêu cái đây, cái này chẳng hạn, mình sẽ tắt nhạc đấy nhé.
thì các bạn sẽ thấy được là mình chụp bằng những con lens nó đi đấy nhá. Đây này, 5D4 các bạn ạ, 5D4 này, cái đèn này HD600 với một cái spot ghẻ ghẻ gì đấy mình chả nhớ cái gì cả. Thì để như này các bạn, hai bàn mẫu này thì lại có quả là hai bàn mẫu này là hai bàn mà gọi là chưa bao giờ đi chụp ảnh nhá. Đây là bộ ảnh đầu tiên của hai bàn đấy. Và mình cũng cảm nhận như thế vì đấy là cái đèn vén mặt trời này. Thì có như là một cái đèn sáu, đèn vén, đèn tách bạch đủ kiểu của mình này. Và mình cũng chơi nhá. Thì mình thấy được là nó cũng khá là đơn giản các bạn, mình chỉ dùng 5D4 thôi. Nói nếu mà xét vào một cái mặt khách quan này, nếu chỉ là những cái ảnh trên mạng hay là trên YouTube hay là trên Facebook thì nó như nhau các bạn ạ, như nhau thực sự. Để mà nói những cái dynamic bên cái sự chuyển tiếp của các phân vùng thì các bạn phải soi và các bạn xử lý Photoshop nó sẽ dễ dàng hơn thôi. Chứ còn mọi thứ mình nghĩ đâu dễ à. Cái này là 27 đấy, đăng tháng 4 2017 thì chắc là chụp cũng khoảng tầm tháng 2 tháng 3 gì đấy. Thì mình nghĩ nó cũng khá là đơn giản, với cái vấn đề khi các bạn kiểm soát được cái ánh sáng thì mình nghĩ nó đơn giản hơn, thay vì chúng ta đi nặng nề quá đấy. Tại sao mình phải dùng những con đen đấy, bây giờ tại sao mình phải có cái máy đấy mình ra kiểu đấy? Không phải, quan trọng mình tạo ra cái tính chất và cái cảm thụ của cái bộ ảnh đấy, chứ không phải là vấn đề chúng ta phải có những cái thiết bị đấy. Nó chỉ là con HD600 các bạn, chỉ là con HD600 và đèn 5D4 các bạn. Đây, đèn này là đèn quên, đèn này là đèn AD600 này, AD600. Cái bên này không biết là HD600 hay là cũng AD600 luôn. Thì bây giờ như mình nhớ mình có mua ba con AD600 á, một cũng bỏ tủ được 5 năm nay rồi. Từ sau đời này cũng bỏ tủ chứ cũng không có mang đi chụp nữa, khá là nhát. Đấy, cũng 5D4 bình thường, chả có gì phức tạp cả. Vẫn không có những cái đồ nghề của nó, không có những cái support của para hay là đèn baron hay đủ kiểu các bạn. Thì mình nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ theo tưởng tượng theo kiểu đấy, các bạn vẫn dùng những cái đèn các bạn có đó, các bạn dùng những cái đèn các bạn có, thay vì cái vấn đề là các bạn phải có những thứ mà các bạn nhìn thấy đấy, kiểu đấy không cần. Các bạn có gì chúng ta sẽ chơi bằng cái các bạn có, bằng cái sự hiểu biết và cách tận dụng nó tốt nhất nhá, thì các bạn sẽ tạo ra những sản phẩm nó tốt. Chứ đừng đòi hỏi thế này thế kia. Tất nhiên là các bạn có tiền các bạn cứ mua. Quan điểm của mình là có nhiều tiền thì cứ mua cái đồ đắt tiền. Đó là quan điểm đơn giản, bởi vì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn tốt hơn. Chứ còn không có phải là phải có những cái đồ đắt tiền thì mới làm ra được sản phẩm tốt. Đúng không? Có nhiều tiền mua đồ đắt tiền thì sẽ làm cho sản phẩm nó dễ hơn và tốt hơn. Chứ không có phải là những cái đồ rẻ tiền là không làm được sản phẩm tốt. Đơn giản là ví dụ anh Tâm này, anh đang Tâm sở hữu những cái đèn hàng trăm triệu, sốc bót cũng mấy chục triệu. Làm con AD600 BM đi anh. Anh có cả B luôn đó máy, mấy sang sáo. À, đang nói với Canu á. Gửi dung đèn ngoài trời thì sao là tiền nhất? Đèn ngoài trời như anh nói đấy, bây giờ thế này này, em cần cái công suất nó có lớn hay không, như thế nào là đủ, tùy thuộc vào cách chơi của em. Rồi với cái support đi kèm là quan trọng hơn là vấn đề đen đấy. Để em tạo ra em muốn được cái em chụp cái gì, mục đích của em chụp được gì, thì em sẽ dùng cái ố hay là dùng cái support hay là dùng cái deep như anh dùng đấy. À đúng rồi. Thì đấy là cái này là tùy vào cái công việc của em. Ví dụ như cái ố là cái du tản vừa rồi đấy, là cái dùng cho được nhiều trường hợp nhất và rất là hợp với ảnh cưới. Còn ảnh thời trang thì em nên dùng những cái du phản nó khác với du xuyến nha. Du phản thì nó sẽ gom sáng, nó tách bạch, nó ôm lại đẹp hơn, nó tách với chủ thể với background cũng tốt, nó đẩy ra một cái cường độ nó khác hơn. Rồi có thể dùng những cái deep, du deep nó còn đẹp hơn nữa đó. Dùng những cái para deep để khoảng tầm 90 thì bố của đẹp, chụp thời trang nó đều rất là đẹp. Tắt cho anh cái điều hòa, cái anh bị lành bụng. Là các bạn sẽ dùng kiểu đấy. Rồi có thể là em đánh vén đúng không, thì em sẽ dùng những cái support nó để dùng để đánh vén, đánh những cái chỗ em dùng. Ví dụ thường người ta dùng cái 35 khoảng 120m2 chẳng hạn, thì những cái vén này nó khá là ổn. Hoặc là kể cả dùng một cái đèn không cũng được, đèn vén em dùng một cái chỏa cũng được, bởi vì cái vén em để xa em chẻo vào để tách vén mà đúng không, thì em dùng một cái đèn vén, em dùng một cái chỏa cũng được rồi. Mục đích của nó để tách ra với cái mặt sau của một cái phong cảnh mà nó không phải như trong phòng, nó
cũng bị loạn quá nên cũng chả lo. Ở ngoài trời còn cái vấn đề mà rẻ tiền nhất là em sẽ dùng hai con flat hay flat cóc ấy, và hai cái chấn máy, và dùng thêm hai cái dù là được, là đủ em đánh tất cả rồi. Chỉ còn nó không được nếu em đánh hơi hướng thời trang một xíu, cần khẩu khép xấu hay là thời trang khối khi ánh sáng cứng đủ kiểu thì mới dùng những loại support nó tạo ra những cái hiệu ứng ánh sáng cứng. Cho con ảnh cưới đủ kiểu thì chỉ cần dùng những cái support, nó chỉ dùng hai cái ô xuyến là được đây, hai cái dù xuyến là đủ đấy. Ngoài trời nó cũng như trong nhà mà, chỉ có ngoài trời là nó có được một cái lượng phiếu dựa vào ánh sáng ngoài trời khá là tốt. Ra ngoài trời đẹp nhất là các bạn cứ dùng cho mình một cái deep này, bởi vì chúng ta chỉ chụp một đến hai người thôi, thì cái deep là cái siêu đẹp này, rồi tiếp theo một cái dù xuyến để phiếu siêu đẹp này, đúng không? Hoặc là mang thêm, tốt nhất mang thêm một cái hát sáng nữa, bởi vì nhiều lúc chúng ta sẽ phải dùng một cái gì đen để đánh vét và một cái hát sáng, đúng không? Còn tốt nhất là ba đen, nhưng ba đen thì mất nhiều cái, đúng không? Em thử so hát sáng với một đen phiếu thì sao? Ôi giời, hát sáng thì nó chỉ được một cái công suất cố định, đúng không? Trừ khi em phải đưa xa đưa gần. Còn đèn phiếu thì chúng ta được cái công suất nó nhiều hơn, đúng không? Và đèn thì chúng ta sẽ sử dụng được nhiều cái hình hình khối của cái nguồn sáng phiếu hơn. Các bạn sẽ dùng các cái support hay dùng ô xuyến hay dùng cái gì cũng được, chúng ta sẽ biến dạng cái mặt phẳng ấy, cái mặt rộng hay hẹp, to hay nhỏ của cái nguồn sáng phiếu được tốt hơn. Còn ở một cái tấm tản sáng thì nó cố định kiểu đấy, chúng ta sẽ bị hạn chế hơn thôi, chứ còn hiệu ứng của nó trên hát sáng, đúng không? Chúng ta đơn giản đi, đừng có nghĩ là cái đèn phiếu nó sẽ tốt hơn cái hát sáng, không có phải. Trong cái trường hợp nào đó thôi, nó chỉ tốt hơn với trường hợp hát sáng không thể làm ra được, cho nó chỉ là một cái dạng hát sáng để phiếu những cái vùng đấy với một cái dạng công suất phù hợp với những hát sáng đấy, thì hát sáng nó còn tiền hơn chứ đỡ tốn pin, tốn đèn, tốn điện, nhẹ nhàng hơn. Một cái cô make up cũng có thể cầm để phù được, nên có nhiều cái hát sáng nó hơn rất là nhiều. Nhiều lúc các bạn thấy người ta cầm hát sáng nghĩ hát sáng sẽ tạo ra sản phẩm tốt hơn, nhiều bạn thấy đen thì nhiều lúc tạo đen tốt hơn, không phải do cái thằng đấy nó sử dụng tốt hơn thôi, cái thằng chụp với thằng làm bộ ảnh để nó ra tốt thì các bạn cứ tưởng tượng là cái đấy dùng hát sáng nó tốt hơn, hoặc cái thằng để nó chế đen thì các bạn nghĩ là thằng là phải dùng đen phiếu thì nó mới tốt hơn, không có phải. Mục đích chúng ta hiểu theo cái khái niệm đơn giản đi, thì cái trường hợp hát sáng là bởi vì thằng đấy là nó có thằng cầm hát sáng, nó nhẹ nhàng, nó di chuyển, nó chạy theo mẫu thoải mái, đúng không? Hát sáng có thể bẻ cong rồi tạo ra những cái góc phiêu phiêu vân 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 vân, nó được nhiều cái điểm lời. Nhưng mà đen thì nó những cái điểm lời nó cũng tốt hơn, đúng không? Nó cố định, nó chặt, nó nguồn sáng nó mạnh hơn, đúng không? Nó nhẹ hơn cho mình control nó được, và nhiều lúc nó tạo ra được những cái cắt lái cũng khá là khác biệt, vân 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 vân, nó có nhiều cái, đúng không? Đen chúng nhiều lúc chúng ta còn có thể đập vào tường để phiếu lại cũng là hát sáng, đập vào bờ tường ở trong bức bức cảnh đấy, hoặc chúng ta đập cái đèn phiếu đấy, thay vì chúng ta đập phiếu vào mặt, chúng ta đập phiếu lên trên trời được, phiếu ngược lại, phiếu đập vào, vân vân. Nó có rất nhiều cách để chúng ta chơi. Đen thì chúng ta tạo ra được nhiều cái hình hình dạng của cái nguồn sáng phiếu hơn so với vấn đề hát sáng thì chỉ có một cái hình dạng đấy, và chúng ta chỉ làm cho nó xa gần một chiều thôi. Mình giới hạn cái điểm mạnh của nó, của hát sáng thì di chuyển nhẹ nhàng, đơn giản, gần gũi với chỉ huy, và cũng tạo đỡ cảm giác nó chói khó chịu hoặc giật mình hoặc gây khó chịu cho khách hàng, vân vân, nhiều kiểu. Thực ra cái này là các bạn hiểu rõ thôi, chứ về nói cái chất lượng thì nó có thể là như nhau, đúng không? Chỉ trừ trường hợp là hai cái có những cái mà thằng này không làm được như thằng kia, hoặc thằng kia không làm như thằng này thôi, thì nó mới khác, chứ không có phải là hát sáng thì nó sẽ đẹp hơn hay là đèn sẽ đẹp hơn. Cái đèn mà nó cùng một cái kích thước support như thế và công suất nó tạo ra như thế thì nó cũng tạo ra hiệu quả gần như nhau, đúng không? Nên cái này các bạn đừng có bị cứng ngắc trong cái khái niệm nhé. Lúc xem màn chúng ta có thể tạo ra được, tạo ra được chứ không bị cứng ngắc.
tí là em đi chụp làm luôn anh à. Ok. Thứ sáu bên mình thứ bảy rồi. bên 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 hả bên bên Nhật, bên Nhật là đi trước à, bên Mỹ là thua hay là nhanh hơn? Bên Mỹ là thua, còn bên Nhật là trước, là thằng thứ bảy thằng thứ sáu rồi đúng không? À, app này là set online 3D. Rồi. Ô, mọi người thấy khá đơn giản đúng không? Dạo dạo vòng cái này chắc là Huy thích này, mình sẽ dạo một số cái này set ánh sáng để chơi mình xíu nha, mình tài liệu nhiều quá ấy. Toàn Trung Quốc còn mua mình mua học nhiều lắm, set ánh sáng nhiều lắm. Đây ví dụ dạo dạo ánh sáng vòng đấy, chúng ta phân tích mình mua những cái cuốn sách nhiều lắm. Đây này, ví dụ các bạn nhìn sơ đồ các bạn có thể không quen đấy, nhưng mà sẽ nhìn thấy được mây thì vậy này. Oh. Đấy, cứ xé đấy, cứ xé vòng vào vòng, các bạn nhìn sơ đồ không hiểu gì thì hỏi mình nha, mình sẽ tua vòng cho các bạn xem. Cái này chụp multi đây, cứ xem đấy, có rất nhiều kiểu. Thực ra mấy cái hình dạng canu nói đấy, do những cái đấy đấy, cái tấm này lỗ 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 này giống như bia cắt tông ấy, cắt 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 xẻo lung tung, lấy cái dao xẻo xèo 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 các cái lỗ ở một cái bia cắt tông dài ấy, và đâu ánh sáng chui qua để nó sẽ tạo ra sự loang lổ này này đúng không? Đơn giản thôi. Cái bên này là một cái tấm xốp phiếu này, một cái đèn phiếu do thương này đúng không? Canu nhìn cái này hiểu không? Nó dễ mà, những cái hiệu ứng thì do mình tạo ra thôi đúng không? Cắt cắt tông này, các bạn gì đấy, nhà mình thì lúc thì cắt cắt tông hoặc là lúc thì các bạn đơn giản đấy, các bạn đơn giản thế này canu này. Chúng ta sẽ thử sự đơn giản hóa mọi việc xíu đi, mọi người bị phức tạp hóa về cái mình sẽ dùng cái đèn này đi. Các bạn bị phức tạp hóa về cái vấn đề ánh sáng quá, mình nghĩ là chúng ta nên đơn giản lại đi, chúng ta cùng cùng đơn giản lại nhé. Dù bộ ảnh này ví dụ sẽ đơn giản lại đi. Đây ví dụ ở đây trước đây thì anh sẽ dùng một số cái loại loại này anh vứt, thì cái anh vứt gì anh vứt à, ở nhà anh có gì anh dùng đấy nhá. Ví dụ ở đây anh dùng lung tung bén đi. Đấy đúng không? Thì những cái này là mình cứ tạo qua thôi. Đúng, các bạn biết không? Thì tất cả mọi thứ mình đều có thể tạo ra mà, do các bạn có cái gì thôi. Nhiều lúc ở nhà các bạn có những cái chơi chơi. Ngày trước mình có cái này, có một cái ảnh mà nó cười đến giờ là ảnh của thằng Huy để là ngày mấy nhỉ? Có một cái bàn mẫu đá mà mình có cái ảnh đấy mà các bạn xem hậu trường là cười cười ra nước mắt luôn. Huy nữa không, Việt Nam mô này. Không biết, chờ mình chịu nha. Huy à. Chả biết nằm đâu luôn. Gói bàn để mình chụp mà sau các bạn biết là mình dùng cái áo, dùng một cái áo dơ lên xong tự nhiên nó ánh sáng nó chui qua cái ống tay áo, bỗng nhiên mình có một cái ảnh đẹp. Cái mình cầm cái áo lên xong vào bóp bóp lung tung cái nhắn nhẻo lung tung, bỗng nhiên cái ánh sáng nó chui qua cái ống tay áo, nó tạo ra một cái nguồn sáng. Thế là bỗng nhiên mình có cái, chứ không cần dùng những cái gì nó phức tạp cả. Mất đâu vậy?
Trời, nếu như mình chỉ nhớ là mình dùng quá cái này rất là đẹp. Chả có để cho ta. Chả biết đâu rồi, nhưng mà cái này các bạn sáng tạo thì có cái gì các bạn cũng sáng tạo được. Đó. Thầy có xé sách không à, hiếu hiếu nữa. Ở Mac cũng có bản crack đó, Canu cũng có crack đấy. Sách nhiều mà thực ra là cái sách nó chỉ là cái đồ chơi thôi. Các bạn đừng có quan tâm, khi nào các bạn quan tâm các bạn chơi, các bạn muốn tạo ra một số cái thì bắt đầu, bởi vì là những cái này nó chỉ là cái đồ chơi các bạn thôi à. Các bạn bị phức tạp quá, nó đơn giản thôi. Các bạn chỉ có nhiều bạn mà yêu thích cái bộ môn sáng tạo ấy, thì chúng ta sẽ set up. Sẽ lách qua cho các bạn xem xíu. Sách này thì giống như việc là các bạn có thể xem đi, thấy mà đúng không? Nó khá là nhiều cái đồ chơi. Để mình tắt cái này đi cho cái nào nhìn nó gần gũi hơn tí đi. À, TikTok là nhiều mà, nhưng mà khi nào cần thì dùng để cho làm gì có để nổi. Cái này cái này xem nó buồn cười lắm, lần đầu xem các bạn mà không hiểu ánh sáng á nó buồn cười lắm. Đây là ví dụ các bạn nhìn cái này không có 3D. Sau này thì các cái cuốn sách nó được làm đến nó cũng đầu tư hơn, nó vẽ 3D các bạn dễ. Bây giờ các bạn nhìn này các bạn một cái đèn này này đặt trên phông đúng không, ngược này, rồi thêm một cái đèn bên này sáng nữa, hình ảnh này nó bị ngược các bạn ạ. Một cái này nó nằm bên này sáng này đấy, nhìn cái khối mà ta thấy này. Nên như lúc các bạn nhìn ảnh mà các bạn không hiểu là bỗng dưng bảo các bạn về cũng xét kiểu này, bắt đầu ra kiểu này không ra được đâu nhé. Cái đèn này theo cái ảnh là nó đang nằm bên phải sáng này đấy đúng không. Cho nhiều bạn cứ nhìn sách cho bắt đầu sai ngay này, cái quả led này là nó nằm bên này sáng, nó nằm phía bên phải này sáng này, rồi một đèn sau đâu thì đấy rồi là đúng rồi đúng không. Không, cái sách này bên ánh sáng các bạn đừng có quan tâm nó. Sách này thì khi nào các bạn quan tâm đến ánh sáng thì các bạn đợi sau. Sách. Sách này hình như mình chia khá là nhiều trong cái group khá là nhiều. Rồi khi nào anh em lớp này để lại email mình sẽ tặng cho các bạn mấy cuốn sách. Mấy cuốn sách này nó cũng cũ rồi, tặng được rồi. Để cho các bạn nghịch chơi. Ừ đúng rồi, dành cho các bạn có nhiều thời gian và nghịch. Như thằng Huy thì dùng được nhiều hơn, bởi vì nó chụp chuyến về cái mảng mẫu thời trang thì nó dùng được nhiều hơn. Sách nhiều lắm. Bọn Trung Quốc cứ ra là mình mua à. Mình có quyển mới nhất ở Việt Nam chắc chưa ai có đâu. Mình cũng xem, mình cũng nghiên cứu, mình dành để tài liệu để dạy nhiều hơn. Thay vì vấn đề là mình bắt trước mình để học, mình tìm hiểu mà nhiều lúc cái cách xếp xếp sáng của nó cũng khá là thú vị, nó khá là buồn cười. Nhưng mà mình tưởng tượng vào những cái gì mình có các bạn, mình làm nó sẽ hiệu quả cao hơn. À, rồi ok, để mình vào mình share cho các bạn nhé. Nó có sẵn trong cái rái mà, vì ngày trước là mình up mấy cái này mình bán khá là nhiều.
tum. Có xe Linh Nhật không anh? Linh Nhật là gì vậy? Và cái Linh Nhật cái giống như phim GAV vậy. Rồi mình sẽ chia sẻ các bạn khoảng 4 quyển nhé. Ủa? Huy này. Vì có sáng hôm sau chả có avatar của email ta. Đạt này. Đường. Xem này. Ở đó ta thằng thằng Đạt không cần là Đạt 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 kia đâu rồi, Đạt Hồ Đạt đâu rồi. Hồ Đạt để email không để cả mất công vào rồi, bởi vì email để cả để rất là nhiều khu vực. Bây giờ phải nhập mỗi một cái email là phải nhập một lần này, hơi hơi đau đầu. Bởi vì để cả không để vào một group, để cả để nhiều với để cả bán từng cuốn một mà. Bây giờ sẽ mọi người đi một cuốn này gã phải copy một lần, paste một lần này hơi đau đầu. Rồi một cuốn nào. Đây các bạn phải biết được này, ví dụ cuốn này các bạn biết này, này mình bán nhiều lắm, một số những người các bạn thấy được là đây, ông như Đinh Kỳ Hoàng này, ông mua rất là nhiều. Các bạn chơi bên ảnh cưới các bạn sẽ thấy được Đinh Kỳ Hoàng là một khách hàng ruột của mình, ra cái gì mua cái đấy các bạn ạ. Ngày trước thì có thằng Đằng Tấm, sau này nó nhát rồi, cho ngày xưa là cũng thuộc tâm ra cái gì mua cái đấy. Ngày xưa nó phải đặt cái nickname của mình là gặp là tốn tiền mà. Ở những cái hoang thì ra gì mua đấy, nhất là các cái panel. Gì cũng thích đúng không, gì cũng mua đúng không,
Mua, thực ra mua rồi nha, mình sẽ cho các bạn có 3 cuốn sách đấy. Bạn cứ chơi và sáng tạo thêm nha, đừng có lời khuyên của mình là các bạn đừng có để bị cứng ngắc trong vấn đề là các bạn phải có, nhưng còn phải tưởng tượng là mình có cái gì mình chơi cái đấy, chứ đừng có bị phức tạp, nó chỉ hình thù thôi. Giống như kiểu cái việc mà thay vì nó là hình vuông thì các bạn làm hình tròn cũng được mà, thay vì hình chữ nhật thì các bạn làm hình bát giác cũng được mà. Xé sùng các thanh niên chả nhật, đúng không? Chúng ta hiểu đấy, thay vì những cái này các bạn cho tủ vào được mà, mình thích cho gì mình cho à, không nhiều lúc chả có gì thôi. Đoạn này lắp thêm cái chân nữa được không? Được, mình lắp thêm cái chân này được không? Được, cái chân thôi, quay cái đèn chỗ khác đi, mình chỉ lấy cái bóng thôi mà, bóng đâu đấy ta, mình lấy cái bóng. Quay cái đèn chỗ khác đi, à, ngắt về không đi. Thì lấy cái que, lấy cái bọng nó. Đấy kiểu thế, nói chung ra cái tưởng tượng mọi thứ đã chơi thôi nhé, là chỉ chơi thôi nhé, Canu hiểu thế nhé, đừng có để phức tạp là mình phải có cái này cái kia, nó chỉ là tạo hiệu ứng bóng loáng lổ, tạo một hiệu ứng nhiều nắng chiều quá, khe cửa hoặc là những cái tàn lá hoặc những cái ánh sáng nó tạo ra một cái chút gì đấy nó kịch tính, vì tương phản tạo lấy để làm gì? Để tạo ra cái kịch tính, tạo ra cái cá tính, tạo ra những cái sự gọi là cảm xúc nó mạnh hơn một xíu, tạo ra cái sự tương phản để làm cho người ta có cái sự nổi bật, vân 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 vân, đúng không? Thì cái việc dùng những cái này thì tạo ra cái mục đích là thế. Chứ hình vuông hay hình giọt hay hình tròn hay hình ngang xéo thì nó cũng chỉ là một cái mơ mơ, còn nếu mà nó đã rõ nét rồi ấy, cái bạn đưa gần thì nó rất là rõ nét, cái bóng nó rõ nét, thì cái bóng rõ nét thì lúc đấy chúng ta sẽ quyết định bởi cái vấn đề là à, cái bóng đấy nó theo kiểu nó mạnh thì nó sẽ tạo ra được cái hiệu ứng gì, nó nhẹ hiệu ứng gì, và các cái hình bóng này này nó là những cái hình thẳng hình cứng thì nó sẽ tạo ra cái bức ảnh nó có cảm giác cá tính mạnh, còn nếu như cái bóng này là những hình tròn, những cái họa tiết tròn chẳng hạn thì nó sẽ tạo ra cái cảm xúc nó mềm mại, đúng không? Cũng giống như việc mà khi các bạn đi ra ngoài chụp ảnh cưới ấy, với những concept nó nhẹ nhàng, đúng không? Thì các bạn chọn những cái background nó gì, nó thật là ít tương phản, những cánh đồng, những bãi cỏ, những cái bãi biển xa, những đôi núi xa xa, đôi xa xa những đường cong của đường chân trời, đúng không? Những đường cong của đường chân trời hoặc những đường cong của một cái con đường nào đấy, những cái đường cong của cái dây, đúng không? Những họa tiết nào đấy những ngôi nhà, vân vân, hình tròn, đúng không? Còn khi chụp mày hơi thời trang, cá tính mạnh mẽ, tạo cái xúc cảm mạnh mẽ thì các bạn nên dùng những họa tiết được phố phường, những cái tòa nhà, những cái có những cái cột trụ thẳng đứng, đường ngang, đường dọc, rồi ở trên đường quốc lộ các bạn chụp, các bạn sẽ thấy những cái kẻ sọc của cái lối dành cho người đi bộ ấy, hoặc là những cái giải phân cách, các bạn tạo ra đặt nhân vật vào những cái họa tiết, những cái đường thẳng đấy thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng của cái thời trang hơn, cá tính mạnh mẽ và tạo ra cảm xúc, nên cái việc chúng ta Photoshop cũng vậy, khi chúng ta ghép vào những cái họa tiết, đúng không? Họa tiết nó cứng, nó thẳng, nó tạo ra những cái đường tam giác vuông nhật chủ kiểu thì nó sẽ tạo ra cái cảm xúc nó cá tính mạnh, vân vân. Còn khi các bạn ghép vào những hình tròn, những cái tấm vải là lướt vân vân thì nó tạo cảm giác mềm, đúng không? Hiểu hiểu cái vấn đề của cứng và mềm chứ, nó linh với nhau, và chúng ta ngày hôm nay chúng ta có thêm một cái khái niệm mới là cứng và mềm. Thế cả buổi chúng ta chỉ nói đến vấn đề cứng và mềm thôi. Những cái gì thì chúng ta tạo ra, support hay đèn hay là những cái diffuser hay là những cái support hay là những cái tấm chắn này, mục đích của chúng ta sẽ tạo ra cái gì, cứng hay mềm thôi. Đơn giản, cái hình ảnh chúng ta tạo ra cũng để cứng hay mềm. Đèn fill để làm gì? À, để cho nó mềm hơn hoặc cứng thêm, đúng không? Đặt cái đèn như thế nào để nó cứng hơn, mềm hơn, vân vân. Đơn giản đấy, chúng ta khái niệm à, cứng mềm, mềm thì tạo ra hiệu quả gì, cứng tạo ra hiệu quả gì, đúng không? Thì sau này các bạn làm Photoshop cũng thế, các bạn cứ hiểu mọi thứ nó đều link với nhau thành một cái nội dung cả. Thôi nhà, chúng ta hôm nay sẽ nghỉ tại đấy nhà cả nhà.
để ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Là đến với màu sắc nhé. Các bạn cứ học theo cách của mình ấy, cứ đơn giản hóa mọi việc và chúng ta sẽ link link mọi việc, là link mọi việc. Mọi người hãy link lại với nhau. Ngủ gì giờ này phải làm bao nhiêu là việc. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye, bye bye. Bye bye, anh em. Ngủ ngon.